đúng không ạ? Và thay vì chúng ta phải tự học, chúng ta học từ những người thành công là cách cực kỳ nhanh nhất đó. Và Lý nhớ rằng là để có được cái thành tích như ngày hôm nay, ngày xưa ấy mọi người Lý nhìn cái top 15 của Ofem Hà Nội và Lý rất là ao ước. Một ngày mình được, ngày xưa là top 15 Hà Nội được có một cái bảng vinh danh và để treo ở chi nhánh, và ước là sẽ một ngày mình được đứng ở đó. Và mọi người biết Lý đã làm gì không ạ? Ngày đó mình chỉ là một cô sinh viên thôi mà dám đi gặp từng người trong top 15 và mời họ một một buổi cà phê để được học. Và Lý nhớ ngày xưa có một anh là anh Tống Minh Công, anh đấy thì anh ấy thì rất hơi 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 là khó tiếp xúc, nhưng mà lấy hết dũng cảm để xin anh ấy một cái buổi gặp đó. Và khi gặp anh ấy thì mình cũng học được rất là nhiều điều về việc quản lý tài chính và những cái bí quyết bán hàng. Rồi anh Chu Huy Hoàng, tất cả những người mà thật sự các anh ấy đều là những người trên tuổi nhá, sống ở Hà Nội, gọi như là những người công tử Hà Nội đấy, mình cũng cảm thấy cái thầm xa mình là một cái đứa con gái ở tỉnh lẻ lên sinh viên nghèo đấy. Nhưng mà chính những cái việc mà mình dám vượt qua được cái bản thân mình khao khát thành công, tức là cái sự khao khát thành công nó phải thể hiện bằng hành động. Đó thì dần dần một ngày tự dưng lại ở trong top 15 Hà Nội và ở đến tận bây giờ. Thì đấy chính là một cái cảm xúc rất là tuyệt vời để chúng ta biết là cái việc học hỏi là cái điều cực kỳ quan trọng. Và cái khao khát thành công, thật sự nếu như có một cái tính cách để quyết định cái sự thành công thì mình nghĩ là cái sự khao khát thành công chính là cái điều quan trọng nhất để chúng ta có một cái động lực để thành công. Đó, và Lý cũng khoe cùng với cả nhà. Hôm trước họp top 15 Việt Nam thì cũng được vừa nhận được cái cúp rất là đẹp ở đây. Nhà mình có muốn được biết là thành công nó sẽ như thế nào không ạ? Dĩ là vinh dự cứ mỗi năm thì được nhận hai cái cúp, một cúp của Hà Nội, một cúp của Việt Nam. Đây là cái cúp của top 15 Việt Nam, Nguyễn Lộc Hải Lý đạ. Đây là của năm 2022, Hội đồng lãnh đạo Leader Ofem Việt Nam 2021-2022. Có đẹp không mọi người? Rất là đẹp đúng không ạ? Ở dưới này là gỗ này, ở trên này sáng bóng luôn đúng không ạ? Và đây là một cái cúp rất là nhỏ nhắn thôi, nhưng nó sẽ tượng trưng cho cái sự nỗ lực của chúng ta một năm. Và khi chúng ta đạt chức danh cũng vậy, mình sẽ được nhận những cái bằng chứng nhận của công ty đó. Và đó cũng giống như kiểu là chúng ta học một bằng khen của một năm ấy. Và Lý thì rất yêu thích sự thành công, tức là có những người nhìn sự thành công thì cảm thấy cũng bình thường mà, cái cúp này chị ra chị in cũng được. Thì đúng là chúng ta in cũng được, nhưng nếu chúng ta được tặng thì nó lại là một cái khác, mà được tặng từ một tập đoàn rất là lớn lại là một cái điều rất là khác mọi người nhé. Mà Lý rất là yêu thích thành công, và Lý ngắm nghía những người thành công, họ có gì mình cũng muốn có đấy. Họ có cúp mình cũng thích sẽ có cúp, họ có được những cái huy hiệu mình cũng thích sẽ có những cái huy hiệu đó, và họ có những chuyến du lịch mình cũng thích những chuyến du lịch đó. Và nếu chúng ta cứ cứ để vào trong tâm trí của mình những hình ảnh thành công thì chắc chắn sẽ có ngày bạn đạt được, và có trong đầu thì sẽ có trong tay mọi người nhá. Thế nên là cái buổi tổng kết cuối tháng lúc nào cũng là buổi mà chúng ta nên ưu tiên tham dự, để mình sẽ có được những cái bài học và những cái hình ảnh người thành công. Trước hết là mình phải có cái hình ảnh, cái chân dung của một người thành công như thế nào, họ nói ra làm sao, họ cố gắng như thế nào, họ chăm chỉ như thế nào, họ có những cái bí quyết gì hàng ngày, mình làm sao mình lĩnh hội cái điều đó đó. Và hãy để cho cơ thể của mình được ngập tràn trong những cái niềm tin tích cực, trong những cái hình ảnh tích cực nhất, để rồi đi ngủ mình cũng nghĩ về thành công đúng không ạ? Để rồi trong những cái giây phút cuộc đời, có những lúc mình cũng gặp những cái thử thách khó khăn, thì cái hình ảnh những người thành công sẽ lồng ghép vào đấy là hình ảnh mình thành công. Thì đấy chính là những động lực. Và đấy đã có những cái thời điểm công việc cũng có những lúc khó khăn. 12 năm mọi người, 12 năm đồng hành của Oriflame cũng có những thăng trầm đúng không ạ? Nhưng cái động lực lớn nhất để Lý đi làm công việc này là mình nhìn về hình ảnh những người thành công, và mình hiểu một điều là gì ạ? Không có một cái thành công nào mà sẽ không có những thử thách. Đó, và chỉ cần mình luôn luôn nghĩ về bức tranh cuộc sống mình mơ ước, những người hình ảnh con người mình muốn trở thành, thì chúng ta sẽ có động lực để vượt qua tất cả. Thật sự là tất cả luôn mọi người nhé, bất cứ một cái thử thách nào cũng đều sẽ có giải pháp hết, chỉ cần mình có niềm tin và mình khao khát cái sự thành công thì mình sẽ đạt được đúng không ạ? Rồi ạ, chúng ta sẽ cùng đi vào buổi ngày hôm nay luôn. Và kế hoạch thành công của Ofem thì chúng ta sẽ đi từ chức danh 3% lên đến tận là Diamond President đúng không ạ? Và hệ thống của chúng ta thì rất là lớn, và để trong một cái thời lượng 1 tiếng mà có thể phỏng vấn hết được thì tụi em xin phép sẽ được phỏng vấn từ chức danh 15% thì mới kịp được. Và các chức danh từ 0 đến 12% chúng ta sẽ cùng vinh danh ở các nhóm nhỏ đó, và chúng ta cùng nỗ lực hơn nữa để mình có thể được vinh danh trên hệ thống S21 mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với chức danh đầu tiên ạ, là chức danh 15%. Ok, cả nhà mình cho em một chút nha, em chiếu slide nhé.
15% là chức danh như thế nào ạ? 15% là bắt đầu được gọi là leader. Leader có nghĩa là tầm bạn, bắt đầu là tầm lãnh đạo đúng không ạ? 12% mà được gọi là manager. Còn bắt đầu cái từ leader được dùng ở với Oriflame thì leader được dùng cho chức danh từ 15% trở lên, và chỉ tiêu SC cũng được tính từ chức danh 15%. Và 15% thì bạn sẽ có thu nhập dao động từ 3 đến 5 triệu một tháng. Và bạn sẽ có một đội nhóm, gần như bắt đầu bạn thể hiện được cái năng lực quản lý của mình. Đó, và đặc biệt là gì ạ? 15% chính là giai đoạn 2, là một chức danh rất là quan trọng để bạn có thể tiến thẳng lên 20%. Rất nhiều anh chị, phải đến 80% các anh chị đang là 15% thì sẽ trở thành 21%. Cho nên là đã nhận thức cực kỳ tuyệt vời mọi người nhé. Chúng ta cùng xem là các thủ lĩnh tương lai của chúng ta họ là ai mọi người nhé. Những 20% tương lai họ là ai? Ok, chúng ta sẽ cùng chào đón chị, chúc mừng chị Vương Thị Thu Thủy. Có rất là nhiều chức danh nên em xin phép là sẽ đọc đọc trước, sau đó thì chúng ta sẽ mời một hai anh chị đại diện cho chức danh đó chia sẻ nhé. Chúc mừng chị Vương Thị Thu Thủy, chúc mừng chị Phan Thị Bạch Tuyết, chúc mừng chị Lục Thị Thúy, chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu Hà. Không biết là chị Nguyễn Thị Thu Hà hay là cô Hà, em xin phép đọc là Nguyễn Thị Thu Hà nhé. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Mai. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim, rất nhiều gương mặt mới đúng không ạ? Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng Lam. Chúc mừng chị Hoàng Thị Mỹ. Chúc mừng chị Đoàn Gia Thu Trang. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hải Ân. Chúc mừng chị Trần Tuyết Phượng. Rất là tuyệt vời ạ, rất nhiều gương mặt mới ạ. Chúc mừng chị Võ Thị Kim Oanh. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Lý. Chúc mừng chị là chúc mừng cô Lê Thị Song. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Chúc mừng chị Đinh Thị Huyền. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Loan. Chúc mừng chị Lê Huỳnh Thanh Thế. Chúc mừng chị Nông Thị Tuyết. Chúc mừng chị Quách Thị Ái. Chúc mừng chị Trần Thị Bích Thơ. Chúc mừng chị Võ Thị Thu Thủy. Chúc mừng chị Lê Thị Viên. Chúc mừng chị Bùi Thị Ân. Chúc mừng chị Bùi Nguyễn Thị Kim Liên. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Bích Tuyền. Chúc mừng chị Phạm Thị Oánh. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng. Chúc mừng chị Hồ Thị Thích. Chúc mừng chị Lục Thị Hội. Chúc mừng chị một gương mặt rất là xinh, ẩn danh. Chúng ta sẽ cùng biết khi chị lên 100% đúng không ạ? Chúc mừng chị Hồ Thị Mỹ Linh. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Đào. Chúc mừng chị Hồ Thị Thúy Nga. Chúc mừng chị đang cầm một bó hoa màu vàng rất là xinh đúng không ạ? Chúc mừng chị Hoàng Thị Nay. Chúc mừng chị Đinh Thị Liễu. Em xin phép dừng lại. Tí nữa em sẽ kể mọi người nhé. Chị Đinh Thị Liễu là một người trong đội nhóm mình thì cũng có cơ hội quen biết và rất là đặc biệt chị ạ. Chị Liễu thì một câu chuyện rất là cảm hứng. Đó là chị thì chỉ có một cái chỉ có rất là nhiều bệnh, tức là từ trên đầu xuống chân là chị có đầy đủ các bệnh luôn và cơ thể rất là yếu, và đặc biệt là chị có một căn bệnh là gần như là bệnh trầm cảm, bị trầm cảm với mọi người, và chị rất là ngại tiếp xúc với người lạ, chị thường thích bóng tối, và chị ít tiếp xúc với mọi người đấy, và chị hay hay quên lắm, chị rất là hay quên, và mắt của chị thì không có được linh hoạt lắm, và cuộc sống của chị thì cũng có rất là nhiều những cái khó khăn, và chị Hoài Xuyên là chị Liễu là em cô của chị Hoài Xuyên. Thì hôm trước là trong hệ thống S21 mình có một câu chuyện, đấy là có rất nhiều chị bị trầm cảm nhẹ và dùng omega 3 cải thiện ấy, thì chị Hoài Xuyên thấy rất là thương chị Liễu nên là mới bảo là Liễu ơi hay là em dùng thử cái omega 3. Chị Liễu thì đã dùng rất nhiều bệnh viện và tất cả các phương pháp đông tây y là chị Liễu đều đều dùng hết rồi. Thế thì cho đến khi là chị Hoài Xuân chia sẻ ban đầu, chị Liễu cũng bảo ôi em dùng nhiều rồi, cảm ơn chị nhưng em nghĩ là cũng không cải thiện được đâu. Đó, nhưng mà thấy chị Xuân chia sẻ rất là hào hứng và lại là người thân trong gia đình nên là có một phần tin tưởng, hôm sau thì hỏi lại. Thì chị Xuân mới chia sẻ là chị cũng thấy một cái người cải thiện thì chị cũng muốn chia sẻ cho em thôi, chị cũng không có bán hàng gì đâu. Thế là chị Liễu mới thử dùng một set omega 3 mọi người nhé. Thế thì chỉ dùng hai hộp omega 3 thì chị Liễu bắt đầu ngủ được. Trước đây chị Liễu toàn mất ngủ mọi người nhé, ngủ được rồi tự dưng thấy cơ thể mình khỏe hơn, xong rồi thấy cảm giác mình vui vẻ hơn, rồi mắt nó không, nó có thể đưa đi đưa lại rất bình thường và linh hoạt. Thế rồi chị Xuyên bảo chị ơi bây giờ chị nhiều bệnh này, hay là chị bắt đầu có hiệu quả rồi đấy, chị uống thêm combo 7. Thì hồi đấy là combo 7 thì chị Liễu dùng đủ combo 7 là cả chất xơ, cả canxi, rồi cả tảo luôn mọi người nhé.
và sau đó chị liệu bắt đầu cải thiện vấn đề về 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 táo bón đó, rồi là các cái bệnh khác, tiếp tục là hết combo 7 thì chị liệu lại tiếp tục chuyển sang combo 5. Và bây giờ dùng sang combo 5 thì gần như là chị liệu bảo là người chị nhẹ bình thường luôn, tức là cảm giác như bệnh nó trút hết ra khỏi người. Trước nay chị vừa chia sẻ như vậy. Và mọi người biết rằng từ một cái người rất là ngại giao tiếp với người khác và gần như là không không có thích ánh sáng luôn mọi người, mà bây giờ tháng này chị Liễu lên 15%, và điều tuyệt vời là doanh số bán hàng của chị Liễu là hơn 2.000 BB đó. Và từ một cái người ngại giao tiếp, bây giờ chị Liễu tự tin chia sẻ sản phẩm với tất cả mọi người luôn. Ví dụ như là đi ăn sáng, chị có thể chia sẻ sản phẩm cho cái người bán hàng ăn sáng luôn. Rồi là chị có một cái quán may ấy đó, thì mọi người đến là chị có thể chia sẻ, rồi các bà thím bà cô trong làng đến nhà chị chơi là chị chia sẻ, rồi là mẹ của chị cũng cũng dùng sản phẩm và cũng rất là nhiều cải thiện. Thực ra gia đình chị Liễu cải thiện nhiều lắm nên là hôm nay em không thể chia sẻ được, nhưng mà Lý cảm thấy đây là một câu chuyện rất là truyền cảm hứng với bản thân Lý, tại vì quan nét nó không chỉ đơn giản là đấy là một cái cơ hội, là một cái sản phẩm mà giúp cho nhiều người gọi là chỉ là khỏe hơn một tí, mà với một số người thì đó còn là như là một một cái sự gọi là gần như là khi mà chúng ta không có sức khỏe thì kiểu mọi thứ trong cuộc sống mình gần như là rất là tối tăm ấy. Nhưng với chị Liễu là như thế, những cái ngày tháng mà chị phải có rất là nhiều bệnh, và đặc biệt là khi bị trầm cảm nhẹ thì chị như thế, nhưng mà bây giờ thì thế là cuộc sống của chị gần như màu hồng luôn đấy, và chị xinh đẹp hơn này, chồng của chị thì cũng rất là vui vì bây giờ chị là một người phụ nữ gần như rất là hoàn hảo luôn, vừa có sức khỏe vừa chăm lo gia đình và cả nhà rất là hạnh phúc luôn mọi người ạ. Đấy là một câu chuyện mà chúng ta sẽ cảm thấy là nhiều khi một cái lời dài giới thiệu về một sản phẩm của chúng ta với một người, nó sẽ cứu vớt được cả ước mơ, cả tương lai của một người. Đây đây là một cái động lực rất là lớn để chúng ta làm Wellness mọi người nhé. Mọi người có cảm hứng với câu chuyện của chị Liễu không ạ? Nếu mọi người cùng cảm hứng thì chúng ta cùng chúc cho chị Liễu sẽ sớm lên 21% và sẽ sớm có những cái chia sẻ tuyệt vời với hệ thống của chúng ta mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi em xin phép tiếp tục ạ. Nhà mình cần video chia sẻ thì hôm nay em sẽ gửi cái link chị Liễu chia sẻ trực tiếp cho mọi người nhé. Hôm nay em chia sẻ qua một chút như vậy. Em xin phép chúc mừng chị Nguyễn Thị Thu Trà. Chúc mừng chị Nguyễn à chúc mừng bạn Nguyễn Tài Tuyền, rất là tuyệt vời. Bạn Tài Tuyền đang sinh sống ở Nhật Bản và đã lên 15% mọi người ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Trang Nhung. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Triều. Chúc mừng chị Trần Thị Hữu. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hương. Chúc mừng anh Đào Tưởng. Chúc mừng chị Phí Thị Yến. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Vũ Nguyễn Vũ Cẩm Nguyễn Vũ Cẩm Hương. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hoa. Chúc mừng chị Võ Thị Mão. Em xin lỗi. Chúc mừng cô Võ Thị Mão ạ. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hương. Chúc mừng chị Mai Thị Nhung. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Cẩm Hường. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thúy Hằng. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Liên. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Nhung. Chúc mừng chị Bùi Thị Nụ. Chúc mừng chị Lê Thị Hiền. Chúc mừng chị Đặng Thị Thúy Nga. Chúc mừng chị Đinh Thị Hương. Chúc mừng anh Nguyễn Long Hồ. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Phương. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Diễm. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Tươi. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hòa. Chúc mừng chị Hoàng Thị Thắm. Chúc mừng chị Đồng Thị Hương. Chúc mừng chị Hứa Thị Hồng. Chúc mừng chị Lê Thị Thu. Rất hay vào Zoom sáng đúng không ạ? Chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm. Em xin phép dừng lại đây một chút. Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm chính là cô giáo dạy tiếng Anh của con gái, của hai con gái Lý. Hôm nay thì hôm nay định mời chị Tâm chia sẻ, nhưng mà em thấy rất nhiều chức danh nên sẽ hẹn chị Tâm vào một buổi khác. Chị Tâm đến nhà thì thấy các bạn nhỏ đều dùng Wellnet, và chị Tâm thì cũng có cái tần số với Lê, cũng có hai cô con gái. Thế thì dẫn các bạn nhỏ đến nhà chơi và dạy cho hai bạn nhà Lý, thì thấy các bạn nhà Lý dùng Wellnet và cũng rất là nhanh nhẹn thông minh. Thì chị Tâm thì bình thường cũng dùng thực phẩm bổ sung cho con ở các hãng khác rồi, thì mới hỏi là em dùng gì, thì chị nhà Lý chia sẻ là dùng bột, dùng kít và omega 3. Thì chị Tâm bảo là thế thì em lấy cho chị với. Thế sau đó Lý cũng chia sẻ chị Tâm là thế thì em mời chị một cái thẻ để chị có thể mua hàng giá gốc. Và một buổi tối thì Lý bảo chị Tâm là chị Tâm ơi, chị Tâm thì đang sống ở Hà Nội,
Thấy là dịch bệnh như thế này nhưng chị Tâm rất là chăm chỉ, vẫn vừa trông con vậy vẫn vừa đi dạy thêm với mọi người. Bảo chị Tâm ơi, hay là chị Tâm làm kinh doanh online với em đi, chỉ là tận dụng thời gian rảnh thôi, thế nhưng mà mình có thể có thêm thu nhập, đặc biệt là có rất là nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống. Bà Lý cũng kể với chị Tâm là cái ngôi nhà mà Lý đang ở tại Ecoli Hà Nội đấy, thì là nhà mà công ty tặng cho em khi em đặt chức danh là Diamond. Thế là chị Tâm rất là thích. Chị Tâm thì đang sống cùng bố mẹ chồng đó, và chị Tâm bắt đầu vào và học việc. Thì tháng đầu tiên chị Tâm lên 12% và tháng này là chị Tâm lên 15% mọi người ạ. Và chị Tâm thì rất là thích công việc Oriflame, vì vào công việc này chị bảo là chị học rất là nhiều thứ, chị thấy mình năng động hơn, học được nhiều thứ hơn, và đặc biệt là có một cái cơ hội để giúp chị có được một cái ước mơ. Chị Tâm thì có một cái ước mơ là mình sẽ có một cái căn nhà riêng ở tại thành phố Hà Nội. Thế nên là em rất là hy vọng, rất là biết ơn là sẽ giúp chị Tâm có thể thực hiện được cái ước mơ đấy. Đấy là một cái duyên chị em được kết nối với nhau. Đó, thế nên là cả nhà mình cũng cứ tự tin chia sẻ Oriflame với tất cả mọi người mình gặp mọi người nhé. Tại vì biết đâu đây nó là một cái cơ duyên để giúp cho một ai đó có thể thay đổi cuộc sống. Đó, và hai chị em đang rất là quyết tâm làm việc hàng ngày. Và rất là hay, bây giờ thì Lý về quê thì chị Tâm dạy online với con cái. Thế thì cứ buổi sáng 9 đến 10 giờ dạy online xong thì sau đấy là chị Tâm lại làm việc cùng với Lý 30 phút. Tức là hai chị em giúp nhau. Chị Tâm thì giúp con gái đi học tiếng Anh, và Lý thì giúp chị Tâm có một công việc tay trái và có thêm thu nhập. Và Lý rất là biết ơn là đã được hai chị em đã được gặp nhau và sẽ giúp nhau thành công hơn. Cảm ơn cả nhà. Chúng ta cũng tiếp tục nhé. Ok. Em mở lại cái slide một chút rồi ạ. Em chúc mừng chị Phạm Thị Dương. Chúc mừng chị Nguyễn, chúc mừng em Nguyễn Thị Loan, em Loan là dược sĩ. Rất là tuyệt vời đúng không? Em Loan đã chia sẻ đầu tháng của chúng ta. Chúc mừng bạn Đoạ Đàm Thị Lan Hương. Chúc mừng chị Đặng Thị Lan. Rất là nhiều đúng không mọi người? Chúc mừng chị Nguyễn Thị Diễm. Chuẩn bị là mấy tháng nữa thì chúng ta sẽ có một cơn mưa 21% đúng không ạ? Em nhớ hình như là có 78 manager 15% mới mọi người ạ. Hôm nay em rất là vinh dự được gọi tên mọi người. Chúc mừng chị Phạm Sơn My, Phạm Sơn My đúng không ạ? Chúc mừng chị Nguyễn Thị Yến. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Oanh. Đó, và đấy là tất cả chức danh 15% mới ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chức danh 18% mới. Tháng này chúng ta có tất cả các hạng mục chức danh từ 15, 18, 21, Director, Gold, Senior Gold, Sapphire và Diamond. Cho nên là em xin phép được đi nhanh một chút để chúng ta sẽ được lắng nghe những cái chức danh còn cao hơn nữa mọi người nhé. Em xin phép tiếp tục với chức danh 18% mới ạ. Chúc mừng chị Đỗ Thị Lan Anh, chúc mừng chị Lê Thị Kiều Trang, chúc mừng chị Nguyễn Kim Cúc, chúc mừng chị Nguyễn Thị Tâm. Chị Tâm hình như đang làm, cũng làm trong ngành y tế ạ. Chúc mừng vợ chồng anh chị Văn Phượng và chị Ngọc Hà. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Đào, chúc mừng chị Nguyễn Thanh Dung, chúc mừng chị Nguyễn Thị Thanh, chúc mừng chị Phạm Thị Thơm, chúc mừng chị Nguyễn Thị Hà Thu, chúc mừng cô Đặng Thị Bộ, cô Bộ đúng không ạ? Hệ thống của chúng ta rất là vinh dự, có rất nhiều cô chú đồng hành cùng với hệ thống của chúng ta, như là truyền cảm hứng rất là nhiều với những câu chuyện sản phẩm và cùng chúng ta lan tỏa sản phẩm rất là tuyệt vời. Đặc biệt là truyền cảm hứng về hình ảnh, mặc dù mình có tuổi rồi nhưng vẫn rất là yêu lao động đúng không ạ? Lao động là vinh quang đúng không ạ? Rất là chăm chỉ vào rung sáng, rung tối, rung trưa luôn. Nên là nhiều khi Lý lười lười một tí nhưng cứ nghĩ là ủi các cô vẫn còn dậy sớm online thì không có lý do gì mình không vào rung đúng không ạ? Thế là mình đã có động lực để mình vào và cùng nghe rung với các cô chú. Chúc mừng chị Trần Thị Hoa. Chúc mừng chị Phạm Thị Phương. Chúc mừng chị Hoàng Thị Loan, chúc mừng chị Hoàng Thị Thúy, chúc mừng chị Lê Thị Kim Oanh, chúc mừng chị Lê Thị Thu, chúc mừng chị Đào Thị Thìn, chị Thìn đang làm trong ngành y ạ, nhìn áo là chúng ta biết đúng không ạ? Chúc mừng chị Phan Thị Trà Giang, chúc mừng chị Tăng Thị Tăng Thu Hồng, chúc mừng chị Đỗ Thị Hoài Giang, chúc mừng chị Nguyễn Thị Huyên, chúc mừng chị Trà Thị Giang, chúc mừng chị Phạm Kim Dung, chúc mừng em Vi Thị Huyền. Chúc mừng chị Phạm Thị Huế, chúc mừng chị Trần Thị Tám, chúc mừng chị Đặng Thị Loan, chúc mừng cô Nguyễn Thị Hiền. Cô Hiền chính là nhân vật rất là đặc biệt đúng không ạ? Cô có thể bán được 6.500 BP một tháng ấy mọi người, một mình cô lên 18% luôn. Hôm trước cô chia sẻ trong Zoom sáng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúc mừng chị Lương Thị Liên, chúc mừng chị Đỗ Thị Yến.
Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thủy, chúc mừng bạn Võ Xuân Lĩnh, chúc mừng chị Huỳnh Như, chúc mừng chị Đàm Tuyết Mây. Chị Mây đang công tác trong ngành bảo hiểm và làm Mori thì cũng rất giỏi luôn mọi người ạ, 2 tháng lên 18%. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Trà, chúc mừng chị Trần Thị Hiền, chúc mừng chị Trần Thị Hồng, chúc mừng chị Hồ Thị Hồng Nhi, chúc mừng anh Nguyễn Hoàng Tuấn, chúc mừng chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chúc mừng chị Nguyễn Thị Hương, chúc mừng chị Huỳnh Thị Lý, chúc mừng cô Hiểu. Cô Hiểu là bác sĩ quân y về hưu, hôm trước có chia sẻ với hệ thống của chúng ta mọi người. Cô Hiểu đã lên 18% rồi, rất là tuyệt vời ạ. Chúc mừng cô, biết ơn cô về những buổi chia sẻ của cô với hệ thống F21 ạ. Rất là mong muốn cô sẽ đồng hành thật lâu dài với chúng cháu trong con đường lan tỏa cái sản phẩm Wellness đến với mọi người. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng, chúc mừng chị Trần Thị Loan. Đó, và tiếp tục ạ, chúng ta sẽ cùng đón chào các chức danh 21% ạ. Tháng này chúng ta sẽ cùng xem là có những ngôi sao nào đã kiếm được 10 triệu một tháng với chức danh này mọi người nhé. Với 21% không chỉ kiếm được 10 triệu mà chúng ta sẽ còn có một chuyến du lịch trong nước. Đặc biệt là chúng ta sẽ có một cái xét thưởng rất là tuyệt vời. Các anh chị theo chương trình cũ sẽ là 8 triệu và theo chương trình mới sẽ là tận 14 triệu, đúng không ạ? Tết này mình sẽ có rất nhiều khoản tiền để mình có thể mua sắm Tết rồi. Chúc mừng chị Vũ Thị Kim Thu. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Luyên. Chúc mừng chị Bùi Thị Thảo. Chúc mừng chị Hồ Thị Hồng Lan. Trong lúc em đang vinh danh thì các anh chị là 100% mà được vinh danh và đang có mặt trong buổi Zoom thì anh chị gõ số 21 giúp em nhé, để em có thể mời một đến hai anh chị mình có thể chia sẻ cảm xúc nhé. Các anh chị gõ giúp em số là 21 ạ. Chúc mừng chị Hồ Thị Hồng Lan. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Thơm. Chúc mừng chị Hồ Thị Đắc Oan. Chúc mừng chị Đào Thị Hồng Nhung. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hải Yến. Chúc mừng chị Nguyễn Hương. Chúc mừng chị Phạm Thị Kim Hương. Chúc mừng chị Tuyết Nhung. Chúc mừng chị Trần Thị Thúy. Chúc mừng chị Hoàng Thị Nga. Chúc mừng chị Tạ Thị Loan. Chúc mừng chị Nguyễn Thị Hảo. Chúc mừng chị Nguyễn Thanh Minh. Chúc mừng chị Trần Thị Hiền. Chúc mừng chị Đào Thị Huệ. Chúc mừng chị Trương Thị Thanh Muôn. Chúc mừng chị Lê Thị Thanh. Ok, và chúng ta sẽ cùng dừng lại ở đây để chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một đến 21% mới mọi người nhé. Em rất là háo hức, một cơn mưa 21% luôn, đúng rồi ạ. Ok, có anh chị nào mình đã online được không ạ? Ở cái tin nhắn của em nó hơi bị khuất một tí. Chị Yến Vĩnh Long. Chị à, em có thể mời chị Yến đến từ Vĩnh Long chia sẻ về câu chuyện nào của mình được không ạ? Em mời chị bật mic nhé. Bà trợ hỗ trợ giúp em một chút với ạ. Chị Yến đến từ Vĩnh Long ạ. Chị Yến ơi. Chị Yến đang không online được. Em có thể mời chị Trần Hiền ơi, chị Trần Hiền có online không ạ? Hoặc là em có thể mời chị Tuyết Nhung, đại trưởng taxi được không ạ? Chị Hiền và chị Tuyết Nhung, ai đang online có thể bật mic giao lưu cùng em nhé. Rồi. Xin chào chị Hải Lý và chào tất cả anh chị em F21 ạ. Em chào chị Tuyết Nhung. Một người sao? Chị Nhung ơi, em được biết là chị có thành tích rất là xuất sắc, đấy là từ 9% đến 21%, đúng không ạ? Đầu tiên chị có thể chia sẻ với cả nhà một chút về thông tin về bản thân chị và cảm nhận của chị về sản phẩm Connect với bản thân và gia đình không ạ? Em cũng không biết nói gì nữa. Bất ngờ quá, bất ngờ Hạ Lý mời lên chia sẻ, cho nên là bây giờ em cũng chia sẻ cảm xúc của mình là thấy rất là không 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 biết nói sao luôn ấy, không có lời nào để diễn tả nữa. Mà về cái wellness ấy, là hồi xưa thật ra cái đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên mà em chạm tới chính là cái canxi ấy. Canxi là lúc đó ba em bị thiếu canxi mà bị co giật ấy, xong là
Em lấy một hộp cho ba uống thì ba hết cái đó. Nhưng mà bây giờ ấy, là em rất là yêu cái Vionic bột. Thì Vionic bột mà tính ra là em có duyên với Vionic bột rất là nhiều. Đầu tiên là người anh họ của em này ốm lắm, nhưng mà uống 6 tháng thì đã tăng lên 5 cân. Wow. Rồi câu chuyện thứ hai là từ bác của em, bác họ của em thì bị chứng teo ruột ấy, thì là uống một combo của bác ấy nằm viện, trong thời gian nằm viện thì em gửi về, thì lúc đó một tuần sau là xuất viện, nhưng mà vài tháng sau thì bác trai gọi lên là đặt em thêm một combo nữa và mới kể sự thật cho em nghe là nếu mà cái lúc đó mà bác ấy nói là nếu mà lúc đó mà con không gửi cái kim sữa của con về thì bây giờ bác gái là thành như thế nào rồi bác cũng không biết nữa. Có nghĩa là em nghe câu đó thì có nghĩa là chính cái Vionic đã cứu được người bác của em ấy. Và gần đây thì một tháng trước đây thì do là chồng em bị đột quỵ nằm ở bệnh viện vùng Tây Nguyên, mà trong nhà mình anh chị em nào mà ở Tây Nguyên ấy, ở Buôn Mê ấy, thì mới biết là đấy là một bệnh viện rất là lớn dành chung cho cả vùng Tây Nguyên và miền Trung luôn, thậm chí có thể là ở ngoài ngoài Bắc vô cũng được nữa, vô điều trị cũng được, đội ngũ y bác sĩ ở đó cũng rất là giỏi. Xong là đó em chứng kiến, em vô đó em mới thấy là đúng, thực sự là con người mình sức khỏe rất là cần thiết. Những người bệnh ở đó có nhiều người ấy thì họ sống ở đó như là nhà của họ luôn, có nghĩa là 3 ngày Tết họ chỉ về ăn Tết thôi, còn lại là họ chỉ ở đấy và họ họ uống thuốc giống như là ăn cơm hàng ngày ấy. Cứ đúng đúng giờ đúng buổi là uống thuốc giống như ăn cơm thôi. Mà nhất là bệnh viện, nhất là cái đột quỵ ấy, em thì bữa đó thì ở trong khoa nội, mà em quan sát từ dưới lên trên, cái khoa nội nó rất là dài và rất là rộng luôn, thì hết 80% bệnh nhân là đột quỵ rồi, còn lại là ung thư nè, thận nè, ung thư với thận, mà những người bệnh thận rất là tội luôn ấy, họ 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 bị phù hết cả người luôn, tay chân nó rất là nặng, có người thì một tuần chạy thận tới 3 lần, sức khỏe họ rất là yếu. Rồi có người bụng của họ to lên, em cứ tưởng là đầu tiên em cứ tưởng là như mang bầu ấy. Xong rồi họ ra là họ mới biết là họ là bị bệnh thận. Xong là trong cái phòng bệnh của chồng em ấy thì phòng bệnh đó thì phòng phòng yêu cầu ấy, cho nên là ở 2 người, đầu tiên là ở 2 người, cho nên là cái chú đó vô thì chú đó là bị tiền đình mà nặng luôn ấy, xong là nó biến chứng qua huyết áp, mà vô là chú cứ ói thôi, người nhà mà đút sữa này cũng ói này, cháo cũng ói này, ói mà tưởng tượng như là ông bà mình cứ nói là ói ra cả mặt xanh luôn ấy, không còn gì trong bụng nữa, ói luôn. Xong là lúc đó là em chỉ thấy là sốt ruột thôi, không phải là người nhà của mình, nhưng mà thấy ói nhiều quá mình sốt ruột, cho nên là em mới pha Vionic, em mới mang theo sữa bột cho chồng em dùng ấy. Sau em pha Vionic, pha một cái ly nhỏ nhỏ thôi, và lại nước ấm, xong là đưa bác ấy uống, là bác ấy uống vô xong bác ấy kêu ôi cái sữa gì mà uống dễ chịu quá, xong là bác ấy uống vô không có ói nữa, mà từ 6, lúc đó là từ 6 giờ chiều, xong là bác ấy ngủ tới 9 giờ đêm, xong rồi bác ấy dậy là ăn được 2 muỗng cháo, hai ba muỗng gì đó, cái muỗng mà mình ăn cơm hộp ấy, trong bệnh viện thì chỉ có cái muỗng đó thôi. Xong là bác ấy ngủ tới sáng mai và trưa mai là bác đã ăn cơm trở lại mà không hề ói không hề gì hết. Rồi em lại chia sẻ cái em thấy có một chú là bệnh 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 thận ấy, là chú ấy mỗi lần mà cứ thấy vợ của chú ấy đưa đi chạy thận là thấy chú mệt mê mết luôn, mà thấy chú cứ suốt cả ngày cứ nằm ở trên giường bệnh, cứ đắp mền rồi nằm trên giường bệnh không nói không gì hết. Xong là em mới hỏi thăm thì cô mới kêu là chú bị thận. Xong là em mới về phòng mình, tại vì phòng em là ở trên trên này, phòng của cô chú là ở tít ở dưới đầu dưới rồi, cho nên em về em lấy cái sữa đó. Xong là mà cái bữa đó là cái sữa bột đó em cũng phát cho mọi người một ly, ai vô là cứ em phát mọi người một ly hết rồi, cho nên là còn một ít ở dưới đáy thôi, là em đưa cô, xong em kêu là cô cứ pha cho chú uống, là em dặn rồi cô là bây giờ chú yếu cho nên là pha ít thôi, pha loãng ra với ấm ấy. Xong là cô pha chú uống, xong là bữa sau em xuống thì cô mới nói là chú kêu sữa uống sữa gì mà uống nhẹ dễ chịu ghê luôn ấy. Xong là
Hết sữa thì chú kêu là cô pha thêm, nhưng mà hết rồi đâu còn nữa đâu mà pha. Xong em mới nói là cái sữa này ấy là không phải là bình thường cô ạ, à, là của bên giáo của giáo sư Sistine người Anh ấy, mà con mang theo cho chồng uống, cho nên là con chỉ còn nhiêu đấy thôi. Xong là hôm bữa là em hứa với cô là em về em sẽ tặng cho chú một một hộp, là hôm bữa em về em đặt hàng em mới gửi cho chú một hộp là chú đang dùng đó. Thì cho nên là em qua những cái ngày mà trải nghiệm ở trong bệnh viện ấy, là em thấy là em ở đó em đặt câu hỏi, em hỏi là tại sao mà mình đang kinh doanh một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, đó là một cái phúc của mình rồi, vô đây mình thấy những người ở trong này ấy, họ rất là cần sức khỏe luôn ấy, họ khao khát luôn ấy, cho nên là mình phải trân trọng cái sản phẩm này, là em quyết tâm là em sẽ lan tỏa cái sản phẩm này, nhất là đối với những người bệnh ấy. Thì lại chia sẻ Tuyệt của vời em tâm quá. lòng. Và tức là cái động lực chị làm Wellness là khi chị thấy rất là vào vào bệnh viện, thấy rất nhiều người gặp vấn đề sức khỏe yếu đúng không ạ, và chị đã thử cho mọi người dùng cái Wellness và mọi người có cái sự cải thiện rất là tốt đúng không ạ, phục hồi luôn đó, rất là hay. Thế còn là chị ơi, tháng này em thấy thành tích của chị rất là tuyệt vời, là 9%, 21%, chị có thể chia sẻ những điều chị làm tốt trong tháng vừa qua không ạ? Mọi người thấy là chị Nhung đang nghe, đang có rất nhiều tiếng điện thoại đúng không ạ? Tại vì chị Nhung đang trực đấy ạ. Chúng ta sẽ cùng gà alo với chị Nhung nhanh một chút để chị Nhung có thể làm tiếp công việc của mình nhé. Là cái cơ hội của em cũng nhờ bảo trợ đang yên ngay cái lúc này em rất là thích về cái wellness, em rất là cảm hứng về wellness, cái quyết tâm của em là lan tỏa wellness. Thì bảo trợ lại có một cái nữa là cái công thức đa mành nhàn, công thức đa mành nhàn của bảo trợ đang yên ra ra đời ngay lúc này luôn, hợp với cái nhóm của em, cho nên là nhóm của em phát triển rất là nhanh, ai bán đơn hàng cũng khổng lồ hết đấy. Và em thấy là cái công thức đai mành nhàn này mà kết hợp với lại là cái câu mà bảo trợ đang hay nói là con người đi trước công việc theo sau á, cho nên là nhóm của em cũng rất đoàn kết luôn, với lại là công thức đai mành nhàn mà kết hợp với lại phương pháp xoay hai chân, đội nhóm của em cũng đang đang theo cái phương pháp xoay hai chân luôn, em thấy kết hợp hai cái đấy lại là một công trình đúng hoàn hảo luôn á, cho nên là đội nhóm của em phát triển rất là nhanh luôn. Khi mà em về em hơn 1.000, em hơn 10.000 rồi, nhưng mà vẫn có đơn phát sinh nữa. Ok em, cô ok chị. Như vậy là em thấy là có 3 bí quyết thành công của chị. Bí quyết thứ nhất là công thức đai mần nhàn. Để xin phép nói qua một chút công thức đai mần nhàn là gì ạ? Đấy là bước 1, chúng ta sẽ cùng mỗi ngày bán một sản phẩm. Bước 2 là up lên nhóm bán hàng. Bước 3 là biết ơn khách hàng. Với 4 là gì ạ? Với những khách hàng dễ tính thì mình sẽ chia sẻ cơ hội kinh doanh. Và cái chìa khóa quan trọng nhất của công thức đai mần nhàn là gì ạ? Mỗi ngày bán một sản phẩm đúng không ạ? Tại vì bán hàng là kỹ năng quan trọng nhất trên con đường của người giàu, và cái việc bán hàng sẽ kết nối tất một các mối quan hệ lại đúng không ạ, để chúng ta có một cái cộng đồng. Bởi vì con người đi trước công việc theo sau mà, nếu như những cái người bạn chúng ta, những cái mọi quan hệ đều chơi thân với nhau, thì việc mình bán một sản phẩm gì hay là mình chia sẻ một công việc, người ta rất là dễ dàng đón nhận đúng không ạ. Mà nếu chúng ta không chia sẻ sản phẩm thì cũng không có gì nói chuyện với họ hàng ngày nữa cả. Nhưng mà khi là một khách hàng thì chúng ta được chăm sóc khách hàng, chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện này câu chuyện kia đúng không ạ, tức là có cái sự kết nối, và cứ như vậy mình sẽ thành một cái cộng đồng luôn đấy. Và nếu như mọi người tự hình dung ạ, một đội nhóm chỉ cần 20 người thôi, mỗi người bán một sản phẩm thì doanh số tăng lên mỗi ngày, mọi người hiểu không ạ? Và điều tuyệt vời hơn là gì ạ? Rồi doanh số tăng lên và số lượng khách hàng tăng lên, số lượng khách hàng tăng lên cũng đồng nghĩa là gì, chúng ta sẽ có nhiều nguồn tiềm năng hơn để chúng ta có thể lan tỏa cái cơ hội kinh doanh này đúng không ạ? Cho nên là không chỉ gia tăng của doanh số mà gia tăng cả tuyển dụng cả thành viên nhóm luôn. Đấy là chìa khóa đầu tiên đó. Chìa khóa thứ hai là gì ạ? Đấy chính là con người đi trước công việc theo sau. Ứng dụng trong công việc là gì ạ? Nhóm của chị Nhung mọi người rất đoàn kết với nhau, họ cứ thân nhau, cứ cứ dễ tính với nhau, thì chắc chắn là gì ạ? Là đội nhóm mình sẽ cùng phát triển. Và em nhớ là chị nhóm chị Hoài Xuyên của nhà em đang làm việc cũng áp dụng này rất là hay, tức là mọi người gọi nhau vào Zoom, tức là không phải là bảo trợ gọi đao line vào Zoom mọi người nhé, mà line ngang gọi nhau vào Zoom đấy. Cứ thế đến giờ Zoom mà thấy là cái bạn, tức là mình cùng nhóm bảo trợ và cho vào Zoom mình gọi điện đấy, tức là không phải là bảo trợ online mà lai nga, và thậm chí là không phải là bảo trợ trực tiếp, bảo trợ trên cao, tức là mọi người coi nhau như một gia đình và cùng nhau làm việc. Buổi sáng em thấy mọi người gọi nhau vào Zoom, cô thấy hình như chị Hiền chơi online, để chị gọi chị Hiền dậy, không nhớ chị Hiền quên kiểu vậy, thôi chị Hiền lại đi gọi người khác. Và như vậy thành một cái đội nhóm, mọi người kiểu gọi là cùng nhau làm việc, cùng nhau thành công. Nó giống như kiểu ngày xưa hợp tác xã ấy, mọi người khi nào đến giờ đi làm là cả cả gọi sang nhà hàng xóm bảo bà ơi đi làm chưa, đi đi đấy.
chúng ta đi vào cái thời kỳ như thế mọi người, là đấy là những thời kỳ mà Việt Nam của chúng ta có những cái sản lượng nông nghiệp ngày xưa rất là cao đấy mọi người, hay là công nhân đúng không ạ, đi đường mình cũng gọi nhau. Thế thì chúng ta làm online cũng vậy, chúng ta cũng sẽ đoàn kết với nhau và cùng giúp nhau thành công mọi người nhá. Đấy, chìa khóa thứ hai. Chìa khóa thứ ba là gì ạ? Là phương pháp xây hai chân. Phương pháp này phải gọi là rất là đỉnh luôn đúng không ạ? Trước đây chúng ta xây n chân, sau đó chúng ta co thành ba chân. Thế nhưng mà thường cái chân thứ ba là cái chân không có được quan tâm đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm là công thức xây hai chân đúng không ạ? Và cứ từng chân như một vậy. Như vậy thì với cái công thức xây hai chân như thế này, mọi người biết đâu chỉ một năm nó có thể diamond. Đấy, và đơn giản là chúng ta nhìn thấy những câu chuyện như bạn Hà Bùi đúng không ạ, một năm cũng mở được 6 chân tách từ công thức hai chân. Nên đây là ba cái chìa khóa mà cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể tăng trưởng. Chị Nhung là từ 9 đến 21 mọi người nhé, cực kỳ nhanh luôn với ba cái chìa khóa này. Và Lý tin là năm 2022 thì ba chìa khóa này sẽ chắc chắn là gọi là ba báu vật để chúng ta có thể chinh phục những chức danh cao hơn nữa với Oriflame mọi người nhé. Cảm ơn phần chia sẻ của chị Nhung rất là nhiều, phần chia sẻ rất là cảm hứng. À, em chúc chị sẽ chắc chắn sẽ là diamond chị nhé. Chị là người đầu tiên, rất là vinh dự là người đầu tiên áp dụng công thức diamond nhà. Và em tin là năm 2022 chị sẽ trở thành diamond. Và phần chia sẻ của chị Nhung và phần Vinh 21 cũng là phần kết thúc. Phần MC của Lý. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ ngày hôm nay. Và tiếp tục phần Vinh Danh Director đến diamond, chúng ta sẽ cùng gặp lại người bảo trợ và người anh cả, người sáng lập ra hệ thống MX của chúng ta. Xin mời bảo trợ Đăng Yên ạ. Xin mời bảo trợ. Ok, cảm ơn Hải Lý, cảm ơn Tuyết Nhung với phần chia sẻ rất là tuyệt vời. Mọi người đã nốt lại ba cái bài học thành công đó chưa? Ba số anh chị đã ghi lại vào sổ rồi thì comment số 3, còn nếu anh chị chưa ghi thì comment số 2. Ok, đã ghi rồi comment số 3 đấy ạ. Yên đã ghi rồi, tuyệt vời quá. Đấy là ba chìa khóa mà Yên tin tưởng tuyệt đối rằng chúng ta sẽ trở thành diamond mà rất nhanh. Hãy tin tưởng tuyệt đối, đó là một công thức mà Yên nghĩ rằng là nó rất là giá trị. Và đến bây giờ mỗi khi Yên nhắc lại nó, Yên vẫn dùng mình bởi vì nó quá hay anh chị ạ. Nhất là công thức đại mật nhãn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với chức danh tuyệt vời hơn nữa. Thế thì Yên sẽ đặt vai như một người mới hoàn toàn. Chúng ta thử xem. Sau chức danh 21 là chức danh gì nhỉ? Chúng ta thử ôn trong cái kế hoạch thành công của mình nhé. Mọi người thử comment vào chat. Sau 21% đến chức danh gì? Director, rồi sau Director là chức danh gì ạ? Tiếp tục đi ạ. Gold đúng không ạ? Rồi tiếp đi ạ. Sau Gold là gì ạ? Sau Gold là gì ạ? Senior Gold. Sau Senior Gold thì là gì ạ? Là Sapphire. Sau Sapphire là 4 chân 21 thì 5 chân là chức danh gì ạ? 5 chân là chức danh gì ạ? 5 chân thì vẫn là Sapphire. 6 chân là Diamond đúng không ạ? Diamond. Chúng ta sẽ chỉ cần nhớ 3 mục tiêu thôi. Một là trở thành 21%. 21% ở đây ấy, Yên xin nhắc lại là 21% không phải là kiếm 10 triệu đâu. Yên rất muốn mọi người lắng nghe chỗ này một chút. Chúng ta lắng động một chút. Ở đây ấy, không phải là một công việc kiếm tiền. Kiếm tiền là cái gì? Kiếm tiền là chúng ta phải dành thời gian, chúng ta phải dành công sức làm việc, và khi chúng ta dừng lại, chúng ta đi cà phê, chúng ta đi du lịch, vân vân, hoặc chúng ta dừng lại là hết. Ví dụ, bạn đang làm kế toán mà bạn quyết định chuyển sang, bạn nghỉ kế toán, bạn làm giáo viên, bạn nghỉ kế toán, bạn làm giáo viên chẳng hạn, hoặc là đang làm giáo viên, bạn nghỉ chuyển sang kế toán hoặc sang một công việc khác, thì đương nhiên công việc cũ người ta không bao giờ trả lương cho mình, đúng không? Mọi người hãy nhớ chi tiết này, rất hiếm khi hoặc dần như muốn nói là không bao giờ có công việc kế toán, giáo viên hay nhân viên ngân hàng mà làm một năm người ta trả lương cho mình 15, đó là điều không có, đúng không? Nhưng chúng ta dành một năm xây dựng một cái hệ thống online, xây dựng một cái đội nhóm online, thì từ năm thứ hai trở đi chúng ta vừa làm vừa chơi, vừa làm vừa cà phê chém gió thoải mái, vẫn có một hệ thống kinh doanh đem lại chúng ta một dòng tiền đều đặn. Và lần đầu tiên Yên nghe về điều này, Yên mê hoặc. Đấy người ta còn gọi là một cái cách kiếm tiền thông minh. Và Yên nhớ như in một cái câu nói là thay vì cả đời chỉ kiếm tiền thì hãy xây dựng một cái cỗ máy kiếm tiền cho cả đời. Mọi người ghi câu này lại. Thay vì cả đời kiếm tiền thì hãy học cách là kiếm tiền cho cả đời, hay gọi là tạo một cái cỗ máy kiếm tiền cho mình cả đời. Và thú thực anh chị, sau lần đó Yên mê hoặc luôn. Yên quyết định luôn, đây là một lựa chọn, đây là một điều Yên vô cùng yêu thích. Đó là dòng tiền. Yên cũng chia sẻ một chút để anh chị biết là Yên cũng là người rất là nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh. Yên từng làm một trong những người làm ngân hàng cũng rất là xuất sắc. Yên làm xuất nhập khẩu inox cũng rất xuất sắc. Yên đã từng, khách hàng của Yên đều là những công ty lớn như Tân Á, như Sơn Hà, như Sun Hà. Và Yên cũng làm bất động sản cũng rất là tốt. Yên làm một tháng thứ hai nên giám đốc sản luôn. Thì Yên nhớ như Yên đó là có những tháng Yên thu nhập 400 triệu, nhưng
tháng Tết một cái là về mo luôn. Bởi vì nó là kiếm tiền anh chị ạ, nó là kiếm tiền. Vậy in ao ước tạo ra một dòng tiền, xây dựng một hệ thống kinh doanh online 500 triệu đến 1 tỷ một tháng. Và sau khi đạt được điều đó rồi, chúng ta vừa làm vừa chơi, vẫn có một dòng tiền đều đặn. Vậy thì in xin hỏi anh chị là không phải là kiếm 10 triệu mà có một dòng tiền 10 triệu đều đặn. Sau khoảng từ 3, khoảng độ từ 1 đến 6 tháng là chúng ta làm điều đấy tùy vào chăm chỉ của mình. Và số anh chị thích có một dòng tiền đều đặn cho suốt phần còn lại cuộc đời của mình. Hay là ạ. Ok, đây là dòng tiền, không phải là kiếm tiền. Yên mê hoặc là Yên yêu vô cùng. Và hôm trước thì Yên có nói chuyện với một cô giáo. Nói chuyện cô giáo thì Yên có nói là thú thực với chị là em không hiểu sao nhưng em thực sự rất là tôn kính giáo viên. Bởi vì em cảm giác họ là một người rất trí tuệ và em vô cùng mến mộ những người có trí tuệ. Thì chị ấy có nói là chỉ vì em rất là yêu mến mộ giáo viên cho nên em học tốt, em học giỏi. Thì nhân đây Yên cũng nói là nếu như anh chị yêu mến cái dòng tiền, chắc chắn anh chị sẽ giỏi. Vậy em muốn hỏi lại một lần nữa. Ai cảm thấy mình rất yêu dòng tiền, cảm thấy rất sung sướng, rất hạnh phúc, rất biết ơn khi mình có một dòng tiền đều đặn trong cuộc sống của mình mỗi ngày? Có thể là 10 triệu, có thể là 50 triệu, có thể là 100 triệu, có thể là 500 triệu một tháng. Bao nhiêu chị cảm thấy điều đó thực sự hạnh phúc, thực sự trân quý, thực sự biết ơn, thực sự là yêu mến, yêu một cách say đắm. Thậm chí anh chị có thể là tôn kính, có thể là trân quý nó vô cùng. Nếu anh chị giống như Yên, Yên nói điều đó, trái tim Yên rộn ràng bởi vì Yên vô cùng nhiều cảm xúc với dòng tiền. Yên không muốn cuộc đời mình suốt đời chỉ kiếm tiền. Yên không muốn đến 50 tuổi mình vẫn chỉ là kiếm tiền. Yên muốn có một dòng tiền. Và Oriflame S21 là một trong những cái cơ hội tuyệt vời. Đối với Yên thì đó là cơ hội vô cùng tuyệt vời. Và tất nhiên với chị thì tùy quan điểm của mỗi người. Nhưng Yên biết một điều đó là trân trọng hơn chúng ta dễ thành công hơn. Biết ơn nhiều hơn chúng ta công việc nó thuận lợi hơn. Chúng ta được quyền phán xét, chúng ta được quyền kênh kiệu, chúng ta có thể được quyền ghẻ lạnh. Chúng ta được quyền lãnh đạo với cái cơ hội kinh doanh này. Nhưng điều đó nó chỉ khiến chúng ta tốn thời gian hơn mà hiệu quả thấp hơn mà thôi. Cách để tối ưu nhất thời gian và hiệu quả làm việc đó là trân quý hơn, biết ơn nhiều hơn. Và thú thực anh chị, để Yên có một cái công việc kinh doanh với sự tối ưu về thời gian, làm ít thời gian mà hiệu quả, Yên vô cùng trân quý cơ hội này. Yên vô cùng biết ơn công ty Oriflame đã đưa ra những sản phẩm tuyệt vời, những chính sách kinh doanh tuyệt vời. Biết ơn những người bảo trợ của mình đã cho mình những bước đi đầu tiên, đã khiến cho mình yêu dòng tiền, khiến cho mình yêu Diamond, và bây giờ khiến cho mình yêu chức danh Sapphire Resident. Hãy yêu, hãy biết ơn và bạn sẽ dễ dàng thành công hơn. Yên cũng biết ơn cả những người downline của mình. Chính họ đã cho Yên những cái cơ hội hoàn thiện mình. Chính họ cho Yên những bài học vô giá. Ví dụ, cái cuốn sách Biết ơn là nhờ một người downline của Yên. Cho nên anh chị ạ, anh chị càng biết ơn thì bộ não chúng ta càng thông tuệ hơn. Chúng ta càng giác ngộ ra nhiều điều tuyệt vời trong cuộc đời và chúng ta càng dễ dàng thành công hơn. Và ngày hôm nay, Yên đặt vai như một người mới. Yên cùng anh chị ôn lại xem sau chức danh 21 là chức danh gì? Là chức danh Leader. Và đây là những người không chỉ lên 21 mà họ giữ được 3 trên 12 tháng là họ được thêm 10 triệu anh chị ạ. Chúng ta biết trong kinh doanh, trong làm nhân viên bình thường mấy khi đã được thưởng 10 triệu đâu. Yên nhớ ngày xưa tụi Yên phải thi đua khoảng độ một quý ngân hàng là xuất sắc trong cả một chi nhánh khoảng 10 phòng kinh doanh, khoảng mấy trăm nhân viên, 100 nhân viên trong phòng kinh doanh, các phòng kinh doanh khác nhau. Thì may ra được giải nhất mới được 1,5 triệu, giải ba được 500,000, đó là một quý. Vậy thì ở đây không phải là 500,000, không phải là 1,5 triệu, mà là 10 triệu cộng với thu nhập riêng nhé. Thế thì chúng ta cùng xem họ là ai. Họ thực sự xứng đáng được chúng ta gọi là yêu mến, chúng ta tôn vinh, chúng ta ghi nhận. Và là một người nhiều kinh nghiệm trong công việc kinh doanh này, Yên biết rằng bạn hoàn toàn có thể trở thành người rất vĩ đại, bạn hoàn toàn có thể trở thành Diamond. Bởi vì chức danh Director là một chức danh tuyệt vời. Bạn đã có những cái kinh nghiệm làm việc vô cùng quý báu. Hãy đúc kết lại và hãy dạy cho người khác. Chúng ta cùng xem họ là ai. Yên rất là tò mò. Yên rất là tò mò xem họ là ai. Xin được chúc mừng. Chức danh đầu tiên đó là Director Phùng Thị Loan. Tiếp theo, wow. Đây là mẹ của Trang Phạm. Cô tổng hợp. Cô là một người làm... cô là người Thanh Hóa và lên trên Hà Nội. Cô làm rất là nhiều nghề khác nhau. Cô dọn thuê. Đã. Vậy mà cô làm Oriflame và bây giờ
cô đã trở thành giám đốc kinh doanh, anh chị ạ. Ba số anh chị cảm thấy một cái công việc kinh doanh có thể biến từ một người quét dọn, lau nhà, trông nghe, trông trẻ thuê để rồi bây giờ cô ấy trở thành giám đốc là một công việc rất nhân văn. Một công việc có thể tôn vinh những cái việc chăm chỉ lao động để rồi dù cô ấy còn lớn tuổi, cô ấy vẫn được xã hội tôn kính, cô ấy vẫn có thể thành đạt dù ở độ tuổi 50. Ba số anh chị cảm thấy một công việc như vậy rất nhân văn, hay là cả. Ok, mà rất có thể những người độ tuổi như cô ấy trên dưới 50, chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ công việc kinh doanh này cho cô ấy để có thật nhiều người như cô hợp và họ sẽ thực hiện ước mơ của mình. Nên cô ấy kể rằng là khi mà cô ấy kiếm được khoản thu nhập 20-30 triệu, cô ấy cảm thấy rất là sung sướng, đặc biệt ở độ tuổi lớn như vậy. Rồi xin được chúc mừng Hoàng Thị Duyên, xin được chúc mừng chị Lê Thị Hanh, xin được chúc mừng chị Trần Thị Liên, xin được chúc mừng chị Cao Thị Kim. Chị Cao Thị Kim là một người phải có thể nói là một siêu thị bệnh và chị đấy đã cải thiện nhờ wellness. Và khi đó chị cảm thấy rằng cái sản phẩm wellness là thực sự tuyệt vời và chị lan tỏa ra rất nhiều người. Nhờ thế chị không chỉ khỏi bệnh mà bây giờ chị có một công việc kinh doanh với một dòng tiền rất tốt, khoảng từ 10 đến 20 triệu một tháng, rất là tuyệt vời. Xin được chúc mừng Phan Thị Ngọc Trân, một giáo viên mầm non, bạn ấy còn rất là trẻ, sinh năm 96. Bạn ấy đến với công việc kinh doanh này trong cái thời kỳ, em muốn kể chậm về bạn một chút để biết đâu đấy chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh chúng ta có những người như vậy. Bạn ấy đang trong thời kỳ chăm bé, đang trong thời kỳ chăm em bé. Thì vợ của Yên lúc đó thì em bé cũng lớn hơn một chút rồi, có gọi là có pass lại một số cái đồ không dùng đến với giá ưu đãi cho các mẹ. Và bạn Trân, bạn đấy có hỏi mua, thế là chị em kết nối với nhau. Sau đó thì vợ Yên có chia sẻ cho Trân biết về một cái công việc kinh doanh vui phim online. Và bạn ấy rất là trân quý bởi vì bạn ấy rất muốn dành thời gian nuôi con, chăm con mỗi ngày. Nhưng bạn ấy không muốn mình trở thành người vô dụng, bạn ấy vẫn muốn có thu nhập. Bạn ấy hiểu rằng một là bạn ấy phải quay trở lại làm giáo viên thì bạn không còn thời gian chăm con. Hai là bạn quyết định ở nhà chăm con thì không lao động được, không kiếm được tiền. Vì thế khi mà được chia sẻ một cơ hội kinh doanh online, bạn ấy rất là trân quý. Và nhờ sự trân quý đó, bạn dễ dàng thành công và bây giờ còn rất trẻ, trong một thời gian rất ngắn, mới chỉ vài tháng thôi. Em nhớ là khoảng tháng 6 gì đó, bạn ấy bắt đầu tiếp cận công việc này còn đầy bỡ ngỡ, đầy nghi ngờ, đầy lo lắng. Chưa bao giờ kinh doanh online, chưa bao giờ biết gì về OFM, vậy mà bây giờ bạn ấy đã trở thành giám đốc rồi. Ok, chúng ta tiếp tục với một chị nữa, chị Nghiêm Thị Tú là bà chủ của một shop cửa hàng tạp hóa, anh chị ạ. Và cũng được một người cháu chia sẻ một cơ hội kinh doanh không vốn. Chị là một người nhanh nhạy trong kinh doanh, chị nắm bắt luôn, tuyệt vời. Xin được chúc mừng chị Tạ Thị Sáu. Xin được chúc mừng chị Trần Thị Hiền là một hiệu trưởng, anh chị nhá, là một hiệu trưởng. Chị có một phong cách sống rất là, có thể nói là một người sống cực kỳ tốt, với một tấm lòng nhân hậu. Chị có kỹ năng giao tiếp đáng gọi là rất là nhiều người yêu mến. Và em tin tưởng rằng chị hoàn toàn sẽ trở thành Diamond trong một thời gian ngắn tới đây. Chỉ cần chị coi đó là một trong ước mơ chị muốn chinh phục. Ví dụ chị muốn chinh phục trước cái tuổi 45 của chị hay 50 của chị gì đó, chị đặt ra cho mình mục tiêu thì em tin tưởng là chị sẽ đạt được, không khó. Chị hoàn toàn có thể lên Diamond chỉ sau một năm, bởi vì chị được rất nhiều người yêu mến. Lần đầu tiên em gặp chị, em biết rằng đây là một người tuyệt vời và chị ấy hoàn toàn sẽ thành công lớn với công việc này. Xin được chúc mừng chị Lê Thị Gấm là một bà chủ kinh doanh truyền thống, là bà chủ kinh doanh truyền thống rất là lớn ở khu vực Tây Bắc, anh chị ạ. Xin được chúc mừng Trương Thị Tươi. Xin được chúc mừng chị Mai Thị Yên là một kế toán vô cùng xinh đẹp và chị đấy tiếp cận, bắt đầu đến công việc này cũng từ một người bạn giới thiệu sản phẩm nhờ mà hàng lấy may. Sau đó thì chị được giới thiệu về cơ hội kinh doanh này và bây giờ chị ấy không chỉ dùng sản phẩm mà chị đấy trở thành một người kinh doanh rất xuất sắc. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Mến, một cô gái rất là xinh đẹp đúng không ạ? Xin được chúc mừng Sa Quang Dương và Đỗ Thúy, một cặp đôi tuyệt vời. Xin được chúc mừng chị Trần Thị Thanh, một người mà luôn có một nụ cười thật là tươi và nhờ thế chị ấy thành công. Xin được chúc mừng Phó Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Thị Linh, một người mà chúng ta giao lưu rất là nhiều, chị thực sự là đã làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người. Ok, xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng Nhung. Xin được chúc mừng bạn Đào Thị Thủy. Xin được chúc mừng Đặng Thị Thanh Xuân. Xin nhắc lại một chút về chị Nhung.
Chị ấy là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hệ thống. Chị đã làm một cái công ty, một bên một cái công ty Herbalife, cũng là một công ty rất là tuyệt vời. À, và chị đã có nhiều năm kinh nghiệm, như 9 năm kinh nghiệm trong công ty đó. À, tuy nhiên khi đến với Oriflame thì chị đã nhận thấy điều đầu tiên là chị thấy là cái sản phẩm Oriflame có những cái cải thiện tuyệt vời, mà đặc biệt là con chị trước đây dùng sản phẩm khác thì không có hiệu quả bằng, và khi cho con chị sản phẩm Wallet, chị đã bị chinh phục bởi sản phẩm Wallet của Oriflame, và nhờ thế chị đã kinh doanh Oriflame trở nên xuất sắc hơn nhờ niềm tin tuyệt đối vào sản phẩm. Xin được chúc mừng bạn Đào Thị Thủy, xin được chúc mừng chị Đặng Thị Thanh Xuân, xin được chúc mừng chị Đinh Thị Hoa, xin được chúc mừng leader Nguyễn Thị Nhung, tuyệt vời quá, xin được chúc mừng Nguyễn Thị Thiên Hương, xin được chúc mừng Lê Thị Xuân Mai, là giáo viên mầm non mọi người nhé, xin được chúc mừng Đoàn Thị Hồng Phiên, xin được chúc mừng Nguyễn Hữu Thịnh, bạn ấy là một người bạn của Yên, và câu chuyện mà Thịnh đến công việc này cũng rất hay, Yên xin phép được kể để anh chị có thể lắng nghe. Tức là như này anh chị ạ, vào cái thời điểm mà Yên ngộ ra dòng tiền nó cực kỳ quan trọng trong cuộc đời, Yên có nói với Thịnh một cái câu thôi. Yên nói là thú thực với cậu, gần đây tớ có nghiên cứu về dòng tiền. Anh chị có thể để ý cái chi tiết này. Yên có nói với Thịnh này, thú thực với cậu, gần đây tớ có nghiên cứu về dòng tiền, tớ thích quá. Đấy, anh chị có thể bắt đầu như vậy. Thế Thịnh bảo thế như nào? Yên nói là đây. Thế vậy Yên gửi cho Thịnh một cái video mang tên là video Kim Tư Đồ của S21 ấy. Nói cậu nghe cái chuyện này, cậu sẽ ngộ ra hay lắm. Hey, mấy hôm sau Yên hỏi cậu nghe chưa, và sau đó Yên truyền cảm hứng, Yên nói là cậu ơi, tớ nghĩ rồi, chẳng lẽ anh em mình để kiếm tiền suốt đời, nhặt nhạnh suốt đời sao? Cái câu nhặt nhạnh ấy là cái câu rất là quan trọng, và Thịnh bảo đúng. Thế thì Yên mới nói là vậy thì nên tạo ra cho mình dòng tiền đi, và tớ nghiên cứu rồi, có 3 cách tạo dòng tiền như sau. Và Yên gửi cho Thịnh một cái ảnh, anh chị ạ, đây cái ảnh này. Yên nói với Thịnh là có 3 cách tạo dòng tiền, thì tớ khuyên cậu là hãy, và tớ và Yên Yên hỏi với Thịnh là theo cậu thì cách tạo dòng tiền nào dễ nhất trong 3 cách trên. Thế là lúc đó Thịnh mới có nói rồi, Yên gửi cho bạn đấy cái cách tạo dòng tiền này, thì rõ ràng là trong 3 cách này thì hệ thống kinh doanh online là con đường dễ nhất anh chị ạ. Thế Thịnh mà đúng, hệ thống kinh doanh online là con đường dễ nhất. Yên gửi cái ảnh này, dòng tiền từ nhà cho thuê, dòng tiền từ chuỗi hệ thống kinh doanh truyền thống, và tạo dòng tiền online. Sau đó Yên nói là hiện nay ấy, tụi tớ có một cái phương pháp tạo dòng tiền phê lắm, hay lắm, dễ cực kỳ. Thế là anh Thịnh bắt đầu làm, và chỉ sau có một tháng ấy đấy, từ 0% lên 7.500 điểm anh chị nhá, một tháng mà làm nhàn tinh. Sau đó đến tháng thứ hai lên 21 luôn, và tháng tiếp theo là anh ấy tách chân 21 luôn, mà cứ như vậy để phát triển. Thú thực là anh Thịnh là một người sống rất là tốt, sống rất là ôn hòa, luôn tốt tính với mọi người, và nhờ thế anh ấy rất dễ dàng thành công. Thì đây là cái câu chuyện về một người bạn của Yên. Tiếp theo là bạn Nguyễn Thị Phương, một ngôi sao mà Yên vô cùng thán phục. Nếu như bạn thực sự là người yêu thích dòng tiền, nếu như bạn để ý một cái câu trong cái ngành kinh doanh này, mọi người đi để ý chi tiết này, mọi người có thể ghi lại vào sổ. Cái ông Radin Gates là một tỷ phú trong ngành kinh doanh hệ thống, ông có nói là thành công mà không được sao chép thì nó là thất bại đã được ngụy trang một cách khéo léo. Yên tin tưởng tuyệt đối về tài năng của Phương. Yên chỉ mong rằng Phương hãy nghĩ đến việc sao chép, tức là mình làm gì cũng được nhưng phải để ý việc đó sao chép được không. Nhân rộng nó ra, bởi Phương đang tạo ra một kết quả kinh doanh kỳ diệu, một tháng lên 21%. Bà ấy tạo ra một người downline 20 ngày lên 21%. Mà đây là một người có thể nói là một nhân tài, một người rất 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 tài năng. Và mong Phương tập trung vào sự nhân rộng thì em có thể nhanh chóng đạt được diamond trong một thời gian sớm thôi. Đấy, đạt được diamond anh chị ạ. Tập trung vào sự nhân rộng, công thức hóa và nhân rộng. Thì Mai Phương là một người rất xuất sắc. Bà đấy đã có những cái kết quả kinh doanh trong cái hệ thống kinh doanh bot truyền thống, bot online cũng rất là tốt. Và đến với Oriflame là một cơ hội tốt hơn nữa rất nhiều mọi người nha. Các công việc kinh doanh bot truyền thống, bot online khác có tốt không? Tốt. Oriflame sẽ tốt hơn một chút anh chị ạ. Và vì vậy, bằng một chút cái năng lực của mình, một chút thời gian của mình, nếu anh chị đang làm trong cái bot trong kinh doanh online khác, anh chị có thể tận dụng một phần thời gian nhỏ làm Oriflame, anh chị có thể gặt hái thành công rất là lớn. Đấy. Thì Mai Phương làm sau 30 ngày thu nhập là 23 triệu. Và tiếp theo thì liên tiếp bạn ấy thu nhập khoảng độ từ 10 đến 20 triệu và được liên tục được tặng thưởng. Hôm nay là 10 triệu, 3 tháng nữa bạn ấy đã có được thêm 10 triệu nữa. Và rất là nhiều những phần quà tiếp theo, những phần thưởng tiếp theo, rồi chuyến du lịch hoàn toàn miễn phí. Ok, cho nên ấy, anh chị nào mà để Yên có thể có nhiều thông tin chia sẻ với anh chị thì mong là anh chị kết nối với Yên nhiều hơn. Xin được chúc mừng Lê Ánh Ngọc, xin được chúc mừng Ngọc Phượng Minh Tiến, là một cán bộ ở ủy ban, cũng là một người rất là tuyệt vời. Và xin được chúc mừng
Chị Nguyễn Thị Duy, chị cũng có một thành tích tuyệt vời, đó là một trong người lên 21 sớm nhất cách đây 3 tháng anh chị ạ. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Bích Giao. Em còn nhớ cô gái này thì lần đầu tiên đến công việc kinh doanh này với đầy những lo lắng, đầy những bất an và lại rất là nhút nhát. Và bạn ấy cũng có gặp vấn đề về sức khỏe. Sau đó In hướng dẫn cho bạn ấy những cái sản phẩm đầu tiên. Và giờ đây bạn ấy đã trở thành một doanh nhân tuyệt vời. Xin được chúc mừng. Tiếp theo là Lương Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Lở. Xin được chúc mừng Director Trần Thị Bích Huyền. Ok, và đó là vài chức danh Director. Và chúng ta, trong số những anh chị được chúc mừng chức danh này thì anh chị làm là Director, anh chị có thể comment bộ chat mình là Director. Chức danh Director mới, anh chị comment bộ chat nhé. Rồi, anh chị nào director, anh chị comment vào chat để biết được không ạ? Anh chị nào được vinh danh là director thì, mà có mặt trong ngày hôm nay thì anh chị comment comment số 4 đi để em có thể biết là anh chị nào có mặt đúng không ạ? Bởi vì em biết là hôm nay là buổi sinh hoạt, không phải tất cả mọi người sẽ có mặt. Ok. Thì em rất là muốn được lắng nghe anh Nguyễn Hữu Thịnh. Thịnh ơi, cậu có thể bật mic, cậu có thể chia sẻ với mọi người cậu thích gì nhất ở S21. Đấy, em dành cho Thịnh một câu hỏi. Cậu thích gì nhất ở tổ chức kinh doanh này? Cậu yêu gì ở tổ chức kinh doanh này? Tổ chức kinh doanh này giúp gì cho cậu để cậu có thể nhanh chóng thành công, mà con đường thành công của cậu nó rất là thuận lợi. Ok, xin mời cậu có thể chia sẻ và truyền cảm hứng cho mọi người về tổ chức S21 được không ạ? Vâng, xin chào anh Yên ạ. Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì rất là vui khi mà được anh Yên chia sẻ được chia sẻ với mọi người. Thì khi mà đến với S21 ấy, thì cái điều mà mình ấn tượng nhất thì đó là một cái môi trường làm việc học hỏi rất là thích, đặc biệt là những cái buổi Zoom về đọc sách ấy ạ. Yes, rất là ý nghĩa. Thật sự là trong các cái môi trường cuộc sống khi mà đi làm việc thì hầu như là mình không có được cái môi trường như ở S21 chúng ta. Yes. Thì tức là môi trường phát triển bản thân, môi trường được chia sẻ những kiến thức về làm giàu, những cái kiến thức về cách sống đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng ạ. Ok, rồi còn cậu thì vì sao cậu lại yêu thích cái dòng tiền, hay là động lực gì mà cậu làm công việc này? Cậu có thể chia sẻ một cái thôi thúc lớn nhất và ước mơ trong công việc này của cậu là gì? Cậu có thể chia sẻ với mọi người được không? Cậu truyền cảm hứng cho mọi người để biết đâu đấy những gì cậu chia sẻ sẽ khiến cho một ai đó được thức tỉnh. Cảm ơn anh Yên, thực sự thì mình rất là ấn tượng cái câu nói đó là bạn muốn làm việc cả đời để kiếm tiền hay bạn muốn kiếm tiền cho cả cuộc đời. Thì mình cũng suy nghĩ về cái câu này rất là nhiều, và tình cờ khi mà lần này được trở lại thì được anh Yên chia sẻ về cái dòng tiền thì mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời, nó có rất nhiều ý nghĩa. Bởi vì tự thực thì đúng là suy nghĩ về cuộc sống một chút thì mình cũng không muốn là làm việc cả đời để kiếm tiền, cứ lặn lội, cứ mà dừng một chút thì cảm giác nó lại hết tiền. Cho nên là muốn có một cái dòng tiền để thứ nhất là cuộc sống tốt hơn, thứ hai nữa là sau này mình không phải vất vả nhiều mà mình vẫn có được cái thu nhập, vẫn có được cái dòng tiền. Thì đó là cái niềm đam mê mà mình rất là yêu thích ở cái công việc này. Yes, và ước mơ trong công việc này của cậu là gì? Cậu muốn đạt chức danh gì sau này? Cậu có ước mơ không? Thì khi trở lại lần này thì thực sự chức danh ấn tượng, xúc động nhất và cảm xúc nhất là chức danh Diamond mà mình rất là muốn hướng tới. Yes, rất là yêu thích. Ok, hãy chơi với 5 Diamond và Diamond thứ 6 là cậu. Tớ tin tưởng tuyệt đối cậu là một trong những người rất tài năng. Chỉ cần cậu không ngừng hoàn thiện mình, không ngừng cống hiến và giúp đỡ thật nhiều người, thành công dựa trên việc giúp đỡ người khác. Thành công của mình sẽ tỷ lệ thuận với lượng giá trị mình đóng góp, giúp đỡ và giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Anh Thịnh là một người rất là tuyệt vời. Và anh tin tưởng là một người sống rất là chân thành, rất là hòa nhã như vậy sẽ thành công và thành công rất lớn. Ok, và chúng ta cùng giao lưu với một chức danh mà đối với Yên, đây là chức danh thú thực là Yên rất là mơ. Bởi vì sao? Bởi vì chức danh này sẽ giúp cho chúng ta có một khoản thu nhập rất là tốt, đó là thu nhập khoảng $1,000 một tháng. Chúng ta được vé đi du lịch nước ngoài anh chị ạ. Chúng ta được vé đi du lịch nước ngoài. Chúng ta giúp đỡ hai người dưới mình có dòng tiền 10 triệu, hay là gọi 21%, là chúng ta đạt được chức danh Gold Director với thu nhập 20-40 triệu một tháng. Được tặng vé đi du lịch nước ngoài, được tặng một chiếc xe tay ga rất là tuyệt vời, là món quà ý nghĩa cho vợ hoặc chồng của mình đúng không ạ? Hoặc là cho người thân yêu của mình. Và Yên cho rằng đây chức danh tuyệt vời. Lần đầu tiên Yên tiếp xúc với chức danh này, lần đầu tiên Yên tìm hiểu chức danh này, Yên rất mê, bởi vì cái pin của nó là được mạ bằng vàng anh chị ạ. Và số anh chị cảm thấy rất yêu vàng, highlight ạ. Vậy thì hãy chinh phục đi, hãy giúp đỡ hai người thôi,
và anh chị gặt hái được một trong chức danh tuyệt vời để có một dòng tiền 20 triệu, 20 triệu một tháng, rất là tuyệt vời. Và chúng ta cùng xem họ là ai. Và anh nghĩ rằng đây là những người vô cùng xuất sắc. Yên rất là tôn kính những người này. Họ hoàn toàn có thể trở thành những người thành công rất lớn sau này. Xin được chúc mừng chị Đoàn Thị Thanh Lê, một cô giáo yoga rất là tuyệt vời. Chị cũng có là phó giám đốc của một công ty về kiến trúc rất là tuyệt vời. Chị là một người rất tài năng và cơ duyên S21 có một cơ hội chiêu mộ chị. Em tin tưởng rằng với tài năng của chị hoàn toàn có thể thành công rất lớn trong công việc này. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Huệ, bạn làm trong bệnh viện, là một người rất nhiều kinh nghiệm trong công việc kinh doanh wallet và thú thực. Bạn có một công việc thành công phải nói là rất rất nhanh, vừa mới thời gian vài tháng trước đây thôi bạn mới chỉ là manager thì bây giờ đã là hai chân rồi. Xin thưa các bạn, sớm thôi bạn sẽ có được nhà, được xe hơi. Xin được chúc mừng bạn Nguyễn Hương, một cô gái cũng rất là trẻ đến từ Thái Nguyên, và bạn đang có một công việc kinh doanh vô cùng phát triển. Hương đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Bạn có một cái bí quyết thành công, đó là vào đầu năm ngoái bạn lúc đó vẫn chỉ là một người vài phần trăm thôi, 3% thôi, nhưng bạn đã viết ra cho mình ước mơ, thưa anh chị. Và vì thế thì nhân đây em cũng rất muốn mọi người hãy ghi cho mình ước mơ, mình muốn đạt chức danh gì trong công việc kinh doanh này. Mọi người ghi vào sổ nhé, lấy sổ bút ghi, một chức danh nào cũng được, yên cũng vậy. Hạt giống, tất cả những cái cây đại thụ đều bắt đầu từ hạt giống. Hành trình vạn dặm bắt đầu một bước chân, đúng không nào? Một cái cây đại thụ bắt đầu từ một hạt giống nhỏ bé. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Những thành công vĩ đại bắt đầu từ một ước mơ, bắt đầu từ một cái bút, bắt đầu từ một cuốn sổ, và chỉ cần chúng ta ghi ra sổ thôi. Ghi ước mơ của mình, chúng ta có 30 giây để ghi ước mơ anh chị nhé. Ước mơ của Yên thì cũng ghi. Và anh khuyên anh chị đó là rảnh, nhất là những lúc anh chị đi tắm, cứ nói về cái chức danh anh chị mơ ước, gieo ở trong tiềm thức, gieo trong tiềm thức, và đến một ngày thì bộ não chúng ta sẽ tìm cái giải pháp ngay lúc chúng ta đang ngủ, và đó là lúc mà chúng ta thực hiện ước mơ một cách rất dễ dàng. Ok, thế thì rất là cảm ơn Hương với phần gọi là đúc kết cái con đường thành công của bạn tuyệt vời mà em may mắn được lắng nghe, đó là ghi mong muốn của mình trong năm. Bạn ấy mong muốn là năm nay sẽ có thu nhập khoảng 20-30 triệu một tháng. Bạn ấy mong muốn trở thành gold và bạn ấy đạt được đúng những gì bạn ấy ghi ra. Vậy thì nếu chúng ta ngày hôm nay chúng ta ghi diamond thì ngày này sang năm chúng ta sẽ là diamond anh chị nhá. Ok, xin được chúc mừng Đào Thị Thủy. Wow, một bạn rất là trẻ, rất là xinh đẹp. Và chúng ta cũng chúc mừng các chức danh đã đóng director là ai. Xin được chúc mừng anh chị Tường Nhân, không chỉ chốt được chức danh gold director và anh chị còn mở tiếp chân thứ ba, một thành tích tuyệt vời đến từ Cần Thơ, một chính hai vợ chồng anh chị ấy đều là giáo viên anh chị nhá. Cho nên là giáo viên rất hợp với ngành kinh doanh này. Giáo viên rất hợp ngành kinh doanh này. Người tiếp theo xin được chúc mừng, đó là chị Hạnh Uyên, một kế toán trưởng, một người vô cùng thông minh, khéo léo, rất nhiều người yêu mến. Thực sự là S21 rất biết ơn vì đã có chị song hành, và em tin tưởng rằng chị sẽ đưa S21 ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, ngày càng phát triển mạnh mẽ, thành công hơn nữa. Xin được chúc mừng cô giáo Phạm Thị Thu Hiền. Chị ấy là một biểu tượng về một cái công việc kinh doanh tay trái của một cái nghề giáo viên. Chị đấy tích lũy được rất là nhiều những cái khoản tài chính để mua cho mình một chiếc xe hơi. Rồi chị đấy có một căn nhà rất là đẹp. Và giờ đây chị đấy lại được thêm rất nhiều khoản tiền thưởng. Xin được chúc mừng hiệu trưởng. Đừng như tay buông mà
em ở bên người ta mà không thôi nhớ thương anh, thì khi người ở bên anh em sẽ không bao giờ ngừng nhớ người ta. Tình yêu rồi sẽ ra sao khi chúng ta vẫn còn mãi trôi tim, chỉ một trái tim không thể trao cả hai người, đành bước đi mà thôi. Trên môi mà tìm không thấy vui. Ngày xưa em vẫn theo người ta, bàn tay em nắm tay người, còn tay nào nắm tay anh em ơi, sao không để anh bước đi? Thì bây giờ đã yên vui đôi nơi, em đâu cần nhớ anh nhiều. Đừng như bàn tay buông mà lòng anh chẳng buông. Một khi em ở bên người ta mà không thôi nhớ thương anh, thì khi người ở bên anh em sẽ không bao giờ ngừng nhớ người ta. Tình yêu rồi sẽ ra sao khi chúng ta vẫn còn mãi trôi tim, chỉ một trái tim không thể trao cả hai người. Ngày xưa em muốn gần người ta, bàn tay em nắm tay người, còn tay nào nắm tay anh em ơi, sao không để anh bước đi? Thì bây giờ đã yên vui đôi nơi, em đâu cần nhớ anh nhiều. Đừng như tay buông mà lòng anh chẳng buông. Thì em ở bên người ta mà không thôi nhớ thương anh, thì khi người ở bên anh em sẽ không bao giờ ngừng nhớ người ta. Tình yêu rồi sẽ ra sao khi chúng ta vẫn còn mãi trôi tim, chỉ một trái tim không thể trao cả hai người, đành bước đi mà thôi. Rất là kính trọng, đó là chị Nguyễn Thị Trà. Chị cũng mới tập trung công việc trong một thời gian rất ngắn mà chị thành công liên tiếp anh chị ạ, mới chỉ 3 tháng trước, chị đấy 4 tháng trước chị đấy mới bắt đầu tập trung làm việc, và bây giờ chị đấy đã có sự thành công phải nói là rất mạnh mẽ. Chị là một người đầy nhiệt huyết tuyệt vời, một hiệu trưởng nên rất là kính trọng. Xin được chúc mừng chị Đinh Thị Mộng Thu, một bà chủ tiệm vàng bạc anh chị ạ. Tuyệt vời, một người kinh doanh vàng bạc vô cùng giàu có, một doanh nhân thành đạt. Vậy lý do gì chị đấy làm công việc này? Bởi chị nhìn thấy, thứ nhất là một sản phẩm vô cùng nhân văn. Thứ hai là một cái cơ hội tạo dòng tiền cực kỳ giá trị. Không chỉ là tiền mà là dòng tiền. Một người doanh nhân rất là nhạy bén mà họ nhìn ra cái cơ hội thì hẳn nó phải có giá trị tuyệt vời, đúng không chị? Ok, và chúng ta cùng vinh danh tiếp theo. Đó là những người mở ba chân 21. Chúng ta xin được một lần nữa chúc mừng một ngôi sao đã được chúc mừng vừa rồi. Đó là anh chị Tường Nhân. Chúc mừng tiếp theo lại là một giáo viên, Trần Thị Trúc, tuyệt vời, một cô gái rất thông minh. Ok, và chúng ta cùng chúc mừng một giảng viên đã chốt Center Goal, đó là bạn Minh Hiên, tuyệt vời, một giảng viên trường cơ điện miền Bắc ở Sóc Sơn. Xin được chúc mừng mở chức danh, mở Sapphire, tức là 421, lại tiếp tục là Minh Hiên. Đấy, chúng ta thấy bạn thành công liên tiếp, mà Yên biết là Yên theo dõi Minh Hiên gần đây thì Yên thấy bạn ấy liên tục được thưởng, hết cái thưởng cái này đến cái kia, lại thưởng cái này đến cái kia, tuyệt vời vô cùng. Mới từ khoảng tháng 7 đến bây giờ bạn được liên tiếp
gôn rồi thưởng gôn rồi bây giờ center gôn lại chốt center gôn rồi mở lại mở lại mở mở sapphire và người cuối cùng có lẽ là người quan trọng nhất, một người mà Yên nghĩ rằng là tuyệt vời, bạn ấy đã tạo ra một hệ thống kinh doanh vô cùng lớn mạnh trong thời gian vừa qua, đó là vợ chồng Phạm Thị Trang Nguyễn Bá Duy, một người mà Yên thấy rằng bạn còn rất là trẻ và tin vui là bạn chuẩn bị nhận một chiếc xe hơi rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng giao lưu với Trang Phạm. Xin mời Trang Phạm. Trang Phạm ơi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái câu chuyện chia sẻ đến từ Trang Phạm. Yên sẽ mời Trang Phạm. Trang Phạm ơi. Rồi, vậy thì có thể là Trang Phạm bận hoặc là ai đó thì Yên xin phép được. Em đây bảo chị ơi, em đây. Ok, rồi. Rất là chúc mừng vợ chồng em. Vâng ạ. Thế thì anh xin phỏng vấn. Điều đầu tiên là nếu mà được hỏi là bí quyết tháng vừa rồi em thành công. À, trong mấy tháng vừa qua đi, em nghĩ là điều gì em làm tốt nhất, em chọn ra một điều em thích nhất. Ôi, giống mẹ ơn là chị. Đợi mẹ một tí nhá. Xin chào mọi chuyện đăng Yên, chào tất cả hệ thống gia đình S21 chúng ta. Em ngày hôm nay rất là vui, rất hạnh phúc khi mà chốt chức danh Diamond Doctor. Đây là một chức danh mà thực sự là em cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần. Đây là chức danh mà em rất mơ ước từ những cái ngày đầu tiên mà em làm Oframe, khi mà em còn chưa cả biết Diamond là gì, chưa hình dung được là Diamond là như thế nào. Em chỉ biết là những người mà có cuộc sống là Diamond ấy, họ, các anh chị có một cuộc sống mà em rất là mơ ước. Một cuộc sống mà em rất là mơ ước, có một cái nguồn thu. Như vậy là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải rất là thích chức danh Diamond anh chị ạ. Và em cũng mong rằng tất cả anh em S21 đã đến với Oframe, đặc biệt đến với S21 thì hãy coi rằng Diamond là một cái chức danh nhất định chúng ta phải đạt được trong cuộc đời, bởi vì nó cực kỳ dễ, chỉ cần anh chị muốn thôi. Rồi ạ. Cảm ơn bà chị. Đó, em rất là mơ ước cái chức danh này bởi vì em nhìn thấy cuộc sống của những anh chị là Diamond, em rất là ngưỡng mộ, mặc dù là chưa biết làm thế nào để mình có thể đạt được cái chức danh này. Nhưng mà nó đã gieo trong cái tiềm thức của mình từ những ngày đầu tiên rồi. Và bà chị có hỏi em câu hỏi là trong những tháng vừa qua em đã làm tốt điều gì để mình có thể đạt được cái chức danh Diamond như ngày hôm nay. Thật sự là để mà cái điều mà mình làm tốt nhất, em nghĩ là nó là một cái thành công, nó là một cái quá trình và nó là đúc kết bởi nhiều những cái bí quyết, mỗi cái một chút đó. Và ngày hôm nay thì em cũng rất là mong muốn để chia sẻ được cho mọi người những cái mà em cảm thấy tâm đắc trong thời gian vừa qua. Em đúc kết được ba chìa khóa quan trọng trong thời gian vừa qua mà em cảm thấy là mình làm tốt để mình có thể trở thành Diamond Doctor. Và em nghĩ là chỉ cần các anh chị, đặc biệt là kể cả những anh chị là mới bắt đầu với công việc này, chỉ cần chúng ta tìm hiểu về bức tranh cuộc sống của một cái người Diamond Doctor như thế nào, anh chị thực sự yêu thích cái bức tranh này, thì chắc chắn là anh chị có thể là hoàn toàn cũng có thể đạt được cái chức danh này trong vòng 1 đến 2 năm tới thôi anh chị ạ. Đó, vậy thì ba chìa khóa quan trọng, ba bí quyết quan trọng đó là thứ nhất. Cái ngày đầu tiên khi em đến với công việc này là cũng không hẳn là ngày đầu tiên, mà sau khi mà em biết được những cái tiềm năng, những cái giá trị công việc này mang lại, thì em đã xác định Oframe chính là cái sự nghiệp của mình rồi. Đó, đã xác định mình sẽ gắn bó công việc này lâu dài rồi. Khi mà em nhìn thấy được những cái bức tranh cuộc sống sau này, mình cứ nhìn vào những người mà đang thành công ở công việc này, chính là tương lai của chúng ta, đúng không ạ? Đó, anh chị mới bắt đầu công việc này, anh chị nhìn thấy những người là Gold, là Sapphire, là Diamond, hay là những người Executive, thậm chí là hơn, thì tương lai của chúng ta nếu mà cứ gắn bó, cống hiến và làm việc lâu dài với công việc này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành những người như vậy, đúng không ạ? Đó, và khi mà em nhìn thấy những anh chị đi trước làm công việc này 5 năm, 10 năm và đang có những cái mà em thực sự rất là mong muốn có được trong cuộc sống, thì em đã xác định là đây chính là nơi mà mình sẽ gắn bó lâu dài, mình sẽ dồn hết tâm huyết cũng như là mình cống hiến ở đây để mình có thể thực hiện hóa được cái ước mơ của mình và đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống và bức tranh công việc mà mình mong muốn.
Đó, vậy thì trong cuộc sống của mình thì mình mong muốn và khao khát những cái điều gì ạ? Ví dụ như bản thân em là một người phụ nữ thì mình cũng sau lúc mà em làm thì chưa lập gia đình, nhưng mà mình cũng nghĩ là sau này mình lập gia đình thì mình cũng rất là mong muốn là mình vừa có thể cân bằng được gia đình rồi cuộc sống và công việc của mình, đúng không ạ? Đó, và khi mà em nhìn thấy công việc này, nhất là khi mà làm online nữa, thì em thấy là mình hoàn toàn có thể là vừa ở nhà chăm con và chăm lo chăm sóc cho gia đình của mình vẫn có thể tạo dựng được một công việc kinh doanh riêng, mình theo đuổi được những cái ước mơ, những cái hoài bão trong cuộc sống của mình, và đó là một trong những cái điều mà tuyệt vời nhất khi mà em xác định làm công việc này. Rồi ngoài ra mình còn có một, không chỉ đơn giản là một công việc kinh doanh riêng mang lại thêm thu nhập, ví dụ như cũng làm thêm online ở nhà, nhưng có rất là nhiều người chỉ là bán lẻ online hay là chỉ là một công việc làm để mình gia tăng thu nhập thôi, đúng không ạ? Đó, nhưng ở đây hoàn toàn chúng ta có thể xây dựng được một cái sự nghiệp mang lại một cái nguồn thu nhập 50, 60 triệu, thậm chí là hàng trăm triệu mỗi tháng. Đó, và bản thân em thì cho đến ngày hôm nay thì mình cũng cũng đang đang dần đạt được cái điều đó rồi. Tháng này cũng khoe với cả nhà là tháng này thu nhập của em cũng được 65 triệu cả nhà. Đó, và đấy cũng là một trong những cái mức thu nhập mà em rất là khao khát đạt được chỉ từ những cái ngày đầu tiên, và cho đến bây giờ là mình đã làm được rồi. Đó, và cái thứ hai cái điều thứ hai, thứ nhất là mình xác định Oframe là sự nghiệp giúp cho mình có thể đạt được những cái mục tiêu, những cái ước mơ trong cuộc sống của mình nha mọi người. Đó, và thứ hai đó là khi mà mình xác định rồi thì bây giờ mình cần có những cái kế hoạch mục tiêu rõ ràng, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đó, ví dụ như khi em đến với công việc này, trước đây em được nghe về công thức 10.000 giờ. Nên là bạn muốn làm công việc gì thành công thì bạn hãy trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, và bạn hãy dành ít nhất là 10.000 giờ để nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và làm công việc đó một cách tâm huyết, thì chắc chắn là bạn có thể thành công. Và em nghĩ là để mà mình có thể thành công ở công việc này thì ít nhất là mình phải trở thành diamond. Mình có một cái cuộc sống, một cái nguồn thu nhập tốt và một cái cuộc sống mà mình mong muốn thì mình mới gọi là thành công. Đó, nên em cũng xác định là ít nhất là mình sẽ dành 10.000 giờ để mình nghiên cứu, mình tìm hiểu và mình học hỏi những người thành công ở công việc này để mình có thể đạt được thành công. Và mọi người cứ thử tính mà xem, nếu giả sử anh chị làm thêm thì chúng ta chia ra thì mỗi ngày sẽ khoảng 3 giờ, đúng không ạ? Em tính trung bình là 3 giờ thì chúng ta sẽ mất 10 năm để có thể trở thành chuyên gia, để trở thành diamond, đúng không ạ? Đó, và nếu mà chúng ta dành 6 tiếng một ngày thì chúng ta sẽ mất khoảng 5 năm, đúng không ạ? Đó, và ngày đó em nghĩ là lúc đó mình có gia đình và có con cái nữa thì chắc là mình cũng sẽ dành tầm khoảng khoảng 5 đến 6 tiếng một ngày. Đó, thì em cũng xác định ít nhất là mình sẽ phấn đấu, nỗ lực, kiên trì 5 năm để mình có thể chinh phục được cái chức danh Diamond ở Oframe. Và thực sự là từ năm cuối năm 2015 đến bây giờ thì cũng vừa là được khoảng hơn 5 năm em gắn bó và làm công việc này, vừa theo phương pháp kinh doanh online năm 2015 và kết hợp với quy trình Wallet năm 2021 thì em đã chinh phục được cái chức danh Diamond mọi người ạ. Đó, nên chúng ta cứ xác định nhá, đủ nắng thì hoa sẽ nở, khi mà chúng ta tích lũy đủ về chất thì chúng ta sẽ tự bùng nổ về lượng thôi mọi người ạ. Đó, thì đó là mục tiêu dài hạn. Từ mục tiêu dài hạn đó thì mình sẽ chia ra mục tiêu theo từng năm mình sẽ đạt được những cái điều gì, và từ mục tiêu từng năm đó thì mình sẽ chia ra mục tiêu từng tháng mình sẽ đạt được những cái điều gì. Đó, vậy thì đây là một trong những bài học mà chúng ta có thể áp dụng ngay cái thời điểm hiện tại. Mọi người muốn là năm 2022 bao giờ mình sẽ là là diamond đó, và năm 2022 mình sẽ là ai? Vậy thì em thấy hiện tại chúng ta với quy trình hiện tại của chúng ta ấy, thì hoàn toàn một năm chúng ta có thể tăng ít nhất tầm khoảng 2 đến 3 chân tách. Thì mọi người có thể lập mục tiêu ngay bây giờ, chúng ta là một cái người mà mới đang tìm hiểu công việc này, thấy công việc này rất là hay và sẵn sàng bắt đầu rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể lập mục tiêu là năm 2022 chúng ta có thể 2 đến 3 chân tách anh chị nhé. Và bản thân em cũng vậy thôi, bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 năm nay là bắt đầu quy trình OneNet một cách bài bản, đi sâu với học dinh dưỡng. Thì lúc đó em cũng chỉ có 3 chân 21% ở một nhóm lẻ 4.000, mà cố vớt thì mới về được 4.000 đó mọi người ạ. Đó, thì sau đó thì cũng chỉ đến tháng 10 thôi là em có thể mở được 6 chân 21 rồi. Đó, tức là từ tháng 4, tháng 5 đến tháng 10 là khoảng nửa năm là mình có thể đạt được thêm, tăng thêm được 3 chân 21 để mình có thể mở được chiếc danh Diamond rồi. Đó, và cái chức danh Diamond năm 2021 thì em cũng ngồi với bà trợ Hải Lý vào cuối năm 2020, cũng hai chị em cũng có lập mục tiêu với nhau và em cũng có kế hoạch là tháng 10 em sẽ mở Diamond để kịp chốt theo chương trình nhân đôi tốc độ.
vào tháng 12 đó, và thực sự mọi thứ nó đi đúng những cái gì lộ trình của mình, những cái gì mình đã vẽ ra, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế nên là hôm nay em có mới đăng lên một cái tin đấy là năm 2021 là một cái năm rất là thành công và rất là viên mãn, bởi vì mình đạt được những cái mục tiêu của mình đó. Nên nếu mà cuối năm nay mọi người viết ra những cái mục tiêu, xong rồi cuối năm sau mình đạt được những mục tiêu đó, mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Giống như bí quyết của chị Hương mà anh Yên vừa chia sẻ đấy ạ. Đó, chúng ta hãy có mục tiêu một năm, rồi sau đó chúng ta nỗ lực và làm hết mình trong một năm đó. Cuối năm chúng ta nhìn lại những gì chúng ta đạt được, thực sự cảm thấy những cái gì mà chúng ta làm được nó rất là ngọt ngào luôn. Đó, vậy thì thời điểm này chúng ta hãy có mục tiêu mọi người nhé. Ít nhất là mục tiêu năm 2022, mình là ai? Thì em tin là tất cả chúng ta chỉ cần quyết tâm thôi, làm đúng quy trình, làm đúng công thức của bảo trợ, thì hoàn toàn chúng ta có thể trở thành goal, ít nhất là goal director trong năm 2022. Tốt hơn có thể giống như chị Bùi Hà là trở thành diamond sau một năm luôn đấy cả nhà. Được không ạ? Đó. Và thứ ba đó là chúng ta cần phải hành động đều đặn mỗi ngày, theo những cái kế hoạch mỗi ngày mình viết ra, những cái đầu việc làm việc hàng ngày mình viết ra. Đó. Ví dụ như mọi người được nghe về công thức diamond nhàn mà anh Yên chia sẻ, đấy là mỗi ngày chúng ta có con đường nào dài rộng mãi để anh đi với em thật lâu. Mai không còn nhau, quay về anh biết phải thế nào. Em bảo rằng đừng yêu em nữa, hãy quên đi tất cả về em. Anh sẽ làm thế nếu ngày mai anh dương lời. Nếu em thật lòng mong muốn thế thì anh xin chấp nhận rời xa. Em yêu người ta, anh về nghe tháng năm phai nhòa. Cuối con đường này vài giây nữa là anh nhanh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh vẫn đau được. Sao đi nữa, anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào. Mãi dành tình yêu ngày dài vì em giữa muôn vạn người trên thế gian. Dù sao đi nữa, anh sẽ mỉm cười để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng. Ngày vui niềm vui chung, đau niềm đau chung, để biết chọn lòng anh chỉ yêu mỗi em mà
hãy lan tỏa ít nhất một sản phẩm, và sau đó thì chúng ta hãy duy trì cái thói quen bán hàng của mình và tìm trong những cái mối quan hệ, những cái khách hàng của mình, những cái người dễ tính, và chúng ta sẽ chia sẻ cơ hội kinh doanh với họ, đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ lan tỏa cái cảm hứng bán hàng của mình trên cái nhóm bán hàng của mình nữa. Đó, thì cái cách nó chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng chúng ta hãy làm một cách đều đặn và mỗi ngày thì nó mới có thể giúp cho chúng ta đạt được thành công mọi người nhé. Chứ không phải là làm một vài ngày, sau đó một vài ngày sau chúng ta lại dừng, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục, như thế thì rất là khó và không thể luôn đấy mọi người ạ. Đó, cái khó ở đây là cái chúng ta cần phải làm đều đặn. Đó, giống như việc là chúng ta muốn có một cái thân hình đẹp, một sức khỏe tốt, chúng ta cần phải tập thể dục 30 phút một ngày. 30 phút một ngày thì có thể ai cũng làm được và ai cũng biết, đúng không? Nhưng để mà chúng ta kỷ luật, ngày nào chúng ta cũng làm cái việc đó để chúng ta có một sức khỏe tốt thì rất là ít người có thể kỷ luật được. Đó, tương tự như vậy, cái công thức diamond nhàn của bà Trợ Yên nghe thì nó rất là dễ, nhưng đòi hỏi một cái sự kỷ luật và một cái sự nghiêm túc trong kế hoạch mục tiêu đó thì chắc chắn là ai cũng có thể làm được thôi mọi người ạ. Và những người thành công ấy, họ không phải làm những cái gì nó quá là vĩ đại, mà chỉ đơn giản là họ làm những cái việc cực kỳ đơn giản, nhưng bằng một cái tính kỷ luật cao, bằng một cái sự tập trung, bằng một cái sự tâm huyết thì họ đạt được những cái kết quả mà họ mong muốn thôi mọi người nhá. Đó, và cuối cùng, ngoài ra thì bên cạnh đó thì còn một chìa khóa quan trọng nữa, đấy là em luôn luôn bám sát những cái người bảo trợ của mình, những cái người thành công, đặc biệt là chị Hải Lý. Ở bất kể một cái giai đoạn nào thì em luôn cần những cái sự cố vấn, những cái sự tư vấn và những cái sự đồng hành của chị. Nên là bất kể một cái kế hoạch mục tiêu gì hay là một cái vướng mắc gì trong đội nhóm, em đều bàn bạc và trao đổi với chị để có những cái giải pháp cho công việc kinh doanh của mình một cách kịp thời. Và chúng ta cần phải tin tưởng hoàn toàn vào cái người bảo trợ của mình mọi người nhé. Trang thì nghĩ đơn giản lắm, những cái gì mà mình đang đi qua thì cái người bảo trợ của mình đã đi rồi, đúng không ạ? Thay vì chúng ta cứ phải tự mò mẫm thì chúng ta cứ đi hỏi bảo trợ thôi, thì chúng ta sẽ có những cái lối đi nó nhanh nhất để đến với cái mục tiêu của mình hơn. Đó, và cái này là một trong những cái chìa khóa em nghĩ cũng rất là quan trọng. Giống như bảo trợ Yên nói là anh Thịnh muốn trở thành diamond thì hãy chơi với 5 người diamond. Thì cái ngày mà em muốn lên 21 ý, thì em cũng thân với 5 người 21. Ngày em muốn lên gold thì em cũng thân với 5 người đang là gold actor. Và ngày em muốn lên sapphire em cũng bắt đầu tìm hiểu những cái người mà đang có 4 chân trở lên và thân với 4 chân trở lên. Và cái ngày mà em là mục tiêu rất là quyết liệt muốn về diamond thì em bắt đầu lên danh sách những cái người mà đang có 6 chân tách trở lên để em thân, em học hỏi từ những cái phong cách, tính cách làm việc, kể cả trong cuộc sống, kể cả trong công việc, để từ đó mình sẽ trở thành người thứ 6 có được những cái kết quả mà những người đó đang có, đúng không ạ? Đó, nên là đấy là bí quyết rất là đơn giản, và chị Thanh Lan cũng áp dụng cái điều đó đó mọi người ạ. Đó, nên là những cái này có thể là mọi người nghe rồi, nhưng cái quan trọng là chúng ta cần phải làm mọi người nhé, cần phải hành động. Thật ra bí quyết nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn cả nhà nhé. Chúc nhà mình sẽ trở thành diamond actor ở Allframe, và em tin là tất cả chúng ta đều có thể làm được. Và làm Allframe thì ít nhất hãy trở thành diamond, thì chúng ta mới cảm nhận được rõ rệt hơn những cái giá trị mà Allframe mang lại cho chúng ta. Bởi vì là lúc đó chúng ta có thể toàn tâm toàn ý hỗ trợ hệ thống của mình mà không cần phải lo đến 4.000 điểm lẻ mọi người nhé. Lúc đó chúng ta có thể hỗ trợ bất kỳ ai trong hệ thống của mình mà mình yêu quý, mình muốn giúp đỡ họ mà mình không cần phải bận tâm nhiều về 4.000 của mình. Thực sự nó rất là tuyệt vời. Và mình có một cái nguồn thu nhập tốt 50, 60 triệu, thậm chí là 100 triệu mỗi tháng. Cơ hội được nhận nhà, nhận xe. À, khoe cùng với cả nhà nữa là Trang cũng đã có cọc chiếc xe Tucson đời năm 2022. Vì đời mới nên là phải trở về rồi cập nhật thuế nữa, nên là thời gian nhận nó sẽ hơi chậm hơn. Đó, và Trang đã cọc rồi. Rất là mong sớm đến cái ngày nhận xe để cùng khoe cùng cả nhà, để chúng ta cùng chung vui nhé cả nhà nhé. Đó, xe trị giá tổng thuế tất tần tật thì khoảng 1.050.000.000 mọi người ạ. Đó, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những gì mà Trang chia sẻ ngày hôm nay. Đời quá, từ một cô sinh viên nghèo. Từ một cô sinh viên nghèo các bạn ạ. Bố thì mất sớm, mẹ phải làm việc rất vất vả, lao động. Trang Phạm phải ở xa bố mẹ từ khi còn rất bé, đầy nghị lực, đầy chăm chỉ. Và giờ đây cô ấy đã trở thành một doanh nhân, có xe hơi, có nhà ở Tham City. Và thực sự là anh rất là mến mộ em, là một người gần như là ngày càng hoàn hảo, được nhiều người yêu mến. Có thu nhập rất là tốt, 50 đến 100 triệu một tháng, và có xe hơi tiền tỷ anh chị ạ. Có nhà ở khu đô thị cao cấp, một trong những cái nơi sang trọng nhất Hà Nội hiện nay. Cảm ơn Trang Phạm rất nhiều. Và chúng ta ghi lại 3 bí quyết của Trang Phạm. Một là coi Allframe là sự nghiệp. Bạn hãy nhìn vào kế hoạch thành công, bạn hãy nhìn rằng những người đi trước thành công được, bạn đấy chỉ cần kiên trì là chắc chắn bạn đấy có một đời viên mãn, không cần phải đi tìm đâu xa cả, đúng không? Người giàu là người ta luôn đi trên một con đường.
Điều số 2 là hành động một cách chăm chỉ đều đặn, đúng không? Hành động một cách chăm chỉ đều đặn. Và điều thứ 3 đó là tin tưởng tuyệt đối vào người bảo trợ. À, chơi thân với người bảo trợ của mình, chơi thân với bạn của những người bảo trợ, chơi thân với những người thành công khác, và coi tất cả những người diamond khác đều là bảo trợ của mình. Anh chị hãy tập trung vào điều đó, chắc chắn anh chị sẽ thành công. Cảm ơn Trang Phạm rất nhiều. Và lẽ ra thì Yên rất muốn vinh danh từng người, Yên rất muốn lắng nghe bí quyết của từng người, nhưng thời gian có hạn thì Yên xin phép được xin phép được mời tất cả các anh chị từ Gold Director trở lên. Mỗi anh chị từ Director trở lên, mỗi anh chị có thể viết một cái câu mình yêu thích nhất, một cái câu danh ngôn, một cái câu gì đó mình yêu thích nhất, comment vào ô chat để xin phép đọc cho mọi người, đúng không ạ? Đấy, rất là mong muốn được anh chị có thể là comment một cái câu mình yêu mến nhất, một cái câu danh ngôn gì đó mình yêu mến nhất, comment vào ô chat là bác Trồng Ngô, để lan tỏa biết đâu câu nói của mình động đến trái tim của một ai đó. Và anh xin phép trong lúc chờ mọi người comment vào ô chat, mọi người nhé, tất cả các anh chị từ Twitter trở lên, anh chị có thể comment một câu mình yêu thích. Đấy, ví dụ như con người đi trước công việc theo sau, bạn Kim Ngân. Tiếp tục đi ạ, anh chị có thể comment vào chat. Lẽ ra Yên được mời, Yên rất là muốn mời từng anh chị một, Yên muốn lắng nghe từng anh chị một, bởi vì mỗi anh chị có những trải nghiệm khác nhau, mỗi anh chị có bí quyết khác nhau. Yên xin phép thời gian có hạn, và Yên xin phép được tổng kết trong lúc chờ đợi anh chị comment, sau đó thì Yên xin phép đọc nha anh chị nha. Vậy thì trong thời gian vừa qua, công việc kinh doanh của chúng ta rất phát triển anh chị ạ, đó là tin vui, mà chúng ta đã từng có rất là nhiều những cái thành công vượt bậc trong thời gian vừa qua. Thú thực, liên tiếp, mỗi một giai đoạn chúng ta đều có những ngôi sao liên tiếp, Bùi Hà, sau đó là chị Thanh Lan, và bây giờ là Minh Hiên, rất nhiều người khác nữa. Yên xin phép được tổng kết sơ bộ như sau. Chúng ta có doanh số khoảng hơn 33 tỷ tính đến thời điểm bây giờ, chúng ta vẫn còn 2-3 ngày nữa đúng không? 76 quản lý 15%, và sớm thôi, 76 người này sẽ trở thành 21% trong tháng tới. 46 người 18%, 19 người quản lý cấp, 32 giám đốc kinh doanh, 4 giám đốc mở gôn, 5 người chốt gôn. Rồi chúng ta có 2 giám đốc mở Center Gold, 1 chốt Center Gold, 1 người mở Sapphire. Chúng ta có 2 người có 1 người chốt chức danh Sapphire Director, có 1 Diamond Director, và có 1 chức danh rất là cao nữa, đó là 1 chức danh Executive Director. Thì Yên xin muốn giới thiệu một chút về chức danh Executive là chức danh gì. Đó là khi chúng ta hướng dẫn giúp đỡ được 12 người trở lên, 12 người trở lên kiếm được từ 10 triệu trở lên, thì lúc đó chúng ta trở thành Executive Director. Lúc này chúng ta được tặng thêm một căn nhà hoặc một chiếc xe nữa anh chị ạ. Và trong hệ thống kinh doanh của chúng ta có một người mà Yên coi đó là một downline vô cùng tài năng, một người có thể nói là độc lập làm việc từ khi rất sớm, đó là chị Nguyễn Tuyết trong hệ thống kinh doanh của chúng ta. Và thay mặt Oriflame, thay mặt S21 rất biết ơn vì S21 đã có cơ duyên được đồng hành cùng chị, và chúc chị ngày càng thành công hơn nữa. Chị đã là một hệ thống kinh doanh độc lập, chị tự xây dựng hệ thống kinh doanh của chính mình, chị quản lý một đội nhóm vô cùng to lớn mọi người ạ. Và tổng kết sơ bộ thì trong vòng 6 tháng gần đây, Insmap tổng kết 6 tháng vừa qua, rất nhiều hệ thống kinh doanh đã tăng gấp 5, gấp 10 doanh số. Ví dụ như hệ thống của Trang Nguyễn, từ một hệ thống kinh doanh chỉ khoảng 600 điểm và bây giờ hệ thống kinh doanh này khoảng 50.000 điểm, tức là gần x10 anh chị ạ. Hay hệ thống kinh doanh của chị Nan Diamond cách đây khoảng 5 tháng về trước, hệ thống kinh doanh của chị 670.000 điểm và bây giờ cũng lên khoảng gần 200.000 điểm. Hồng Giang cũng x3, Văn Mạnh cũng x3, và rất là nhiều người có thành công to lớn, thu nhập có thể tăng lên gấp 2, gấp 5 và gấp 10 lần. Ok, và trong lúc này thì các anh chị Digital trở lên đã comment vào ô chat những cái câu danh ngôn mình yêu thích chưa, để xin phép đọc nha. Rồi, hãy làm bác Trồng Ngô, hãy chia sẻ và biết đâu đó câu nói của mình sẽ làm thay đổi cuộc đời người khác. Rồi, xin phép được đọc. Ok, mỗi anh chị hãy comment ô chat một cái câu mình yêu thích. Anh chị từ đây tôi trở lên. Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Tuyệt vời, đây là câu không chỉ đúng mà còn vô cùng đúng. Tất cả những vĩ nhân người ta đều biết câu này, đều tuân theo câu này. Cho nên bao số anh chị sẵn sàng trở thành người chăm chỉ hơn. Highlight ạ. Và Yên tiến mong là anh chị hãy nhớ không chỉ chăm chỉ mà chăm chỉ một cách phi thường, chứ không phải chăm chỉ một cách bình thường. Hãy chăm chỉ một cách phi thường, đúng không ạ? Để trở thành một người xuất sắc hơn. Kiên trì thì cái gì cũng có. Chị Đoàn Lê có câu này rất hay. Kiên trì là cái gì cũng có, chỉ cần chăm chỉ đều đặn, đúng không? Rồi, bạn Nguyễn Thị Hương có nói là càng chăm chỉ càng may mắn. Đăng Linh Thanh Nga rất yêu thích công thức Diamond Nhàn. Bạn Hiền có nói là phía sau thành công có bóng dáng của sự lao động. Tuyệt vời quá. Trang Huyền có câu nói thành công không phải là người trả giá nhiều nhất, mà thành công là làm đúng cách và đi đúng hướng. Đúng rồi, hãy học tập để đi đúng cách và đi đúng hướng, đúng không ạ? Lông Thị rất thích công thức Diamond Nhàn, là một công thức siêu hay, và ngày 1 tháng 1 tới đây Yên sẽ chuyển cảm hứng để phân tích chi tiết về công thức này. Hay lắm, hay hơn những gì mà Yên đã nói rất nhiều, bởi vì Yên biết rằng nó còn nhiều thứ rất hay đằng sau nữa. Và dành cho anh chị 500 điểm vào ngày 1 trở lên anh chị nhé.
500 điểm được một vé, 1.000 điểm được hai vé. Cho nên anh chị chú ý chi tiết này và chỉ dành cho những anh chị đủ tiêu chuẩn thôi, để anh chị biết rõ hơn giá trị của công thức Diamond Nhàn. Và đặc biệt anh chị sẽ biết tới một phương pháp tuyển dụng kinh doanh online không mời chào khách tự mua, rất là hay để dễ dàng tuyển dụng. Ok, và bí quyết thành công của Trang Phạm là coi phim là sự nghiệp, làm việc một cách đều đặn, chăm chỉ, đúng không? Và tin tưởng tuyệt đối vào người bảo trợ. Ok, vấn đề quan tâm quyết định cái tầm của bạn, tuyệt vời. Hãy quan tâm những thứ to lớn thay vì quan tâm mấy cái thứ nhặt nhạnh, đúng không? Quả wow hay mấy cái thứ nho nhỏ. Hãy tập trung vào Diamond mà tập trung vào Sapphire Resident, đúng không? Con người đi trước công việc theo sau, hay quá. Thành công 1% là động lực, 99% là thói quen thành công, tuyệt vời. Ok, con người đi trước công việc theo sau có lẽ là một trong những câu mà chúng ta sẽ nói lại rất là nhiều. Người khác làm được thì mình hoàn toàn cũng làm được. Cái đơn bảo trợ nhiều hơn, tin vào bảo trợ, không đòi hỏi bảo trợ, hay quá. Khó khăn sinh ra để chọn lọc những người mạnh mẽ, một câu nói rất hay mọi người nhá. Chắc chắn rồi, để đánh gục những cái kẻ tham lam, lười biếng, đúng không? Chỉ có thòng tham thôi mà không có sự nỗ lực. Những người tham và lười biếng xã hội đầy, đúng không? Và chỉ có ham muốn mà đã đủ thành công thì chưa đâu ạ. Phải có những khó khăn để đánh gục những cái người đầy lòng tham và đầy sự lười biếng. Chúng ta hãy trở thành người có ước mơ và có sự chăm chỉ. Kiếm tiền một lần cho cả đời chứ không phải cả đời vất vả kiếm tiền, hay quá. Kiên trì cộng hành động bằng thành công, có công mài sắt có ngày lên kim. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã chú ý năng